Tiếng nói đâu không coi lại nha. Chào Homie nè. Rồi ai đang xem live chia sẻ giúp em ha cả nhà ha. Hôm nay lại lên đầm cao cấp trước, sau đó là mình sẽ lên xét và đầm một đầm Quảng Châu ha. Rồi xem live thì chia sẻ nhiệt tình giúp em ha, xí là sẽ mua đồ với giá 50% giá thôi nha mấy chế. Cái hộp thịt muối này thấy hợp lý luôn nha. Thấy Trang Thùy, thấy Lan Khuê ha. Rồi xem like chia sẻ nhiệt tình giúp em nha mấy chế nha. Đầm cao cấp màu trắng ha, đầm cao cấp màu trắng hôm nay là bao la. Bao la đầm màu trắng luôn ha. Em chẳng biết mua được của chị. Bà Hân thấy bà Hân mà cố lên ha. Đồ của chị xã hay còn. Đồ của Trang Nguyễn còn ở đây nha. Ngày mai là sẽ chốt cho Trang Nguyễn này, chú ý nghe máy giúp em ha. Thấy Trần Thị Ngọc Đào nè. Hợp lý rồi cố lên ha. Ai chưa mua được thì hôm nay cố gắng ha mấy chế ha. Tại vì xong cái đợt này là không có còn đầm cao cấp nữa đâu ha. Xong cái đợt này là không có đầm cao cấp, nhanh tay lên nè. Em sẽ bán cái đầm màu xám của em mặc ha, tính mặc có màu xám. Cái em mặc hả, cái mình mặc là hình như là còn màu trắng rất là nhiều nè. Không có xám luôn, có trắng. Rồi có đỏ và trắng ha. Phải chia sẻ nhiều người lên ha, đông người coi một xí để em mua nè. Chào Hoa My ha. Hoài Duyên ha, rồi ok mai chốt cho Hoài Duyên nữa nè. Gọi chốt đơn không thấy đầm đỏ của em. Rồi nha Hạnh Nguyễn ơi, có rồi ha. Hạnh Nguyễn là ba cái đúng không? Hạnh Nguyễn là ba cái này và đi rồi ha. Ra luôn chị Tí Đông không mua được. Cảm ơn chào chợ Võ Bích Thủy nè. Chưa nha, like hồi chưa là chưa gọi chốt, like tối nay và sẽ gọi chốt mai chốt luôn ha. Like chưa và like tối là mai sẽ chốt hết luôn ha. Võ Bích Thủy, đơn của Võ Bích Thủy còn không? Chưa coi nữa Võ Bích Thủy ơi. Còn không? Cơn gió mùa hè. Tại vì chiều nay cơn gió mùa hè còn nha. Cơn gió mùa hè còn ở đây nha. Còn ở đây ha, cơn gió mùa hè ha. Chào Thanh Hiền nè. Bây giờ em sao không làm mua không được cô hôn. Vậy nữa chị. Đúng rồi, vậy đó ha. Vậy dành cho chế nào chưa mua thì mua hôm nay về đợt cuối ha. Rồi ok Thùy Dương nè. Rồi, ai mà chưa mua được thì mua ha. Rồi ai ghim giá giùm em đồng cao chất 165k ha. Đầm cao cấp 165k nè. Đạt 700 lượt view em sẽ tặng nguyên cái đầm em đang mặc đấy ha. Nếu nhận mấy chế chia sẻ nhiệt tình ha. Gọi lại giúp mình. Thứ hai xem nhắn tin. Mình không 43kg, cao 1m53, mặc bao vừa ha. Em là 1m52 và nặng 42kg ha. Rồi mấy chế chia sẻ nhiệt tình ha. 700 lượt xem, 700 lượt người xem là em sẽ tặng nguyên cái đầm em đang mặc đấy ha. Đầm em mặc là 1m652 độ vẹo ok. Rồi bán đầm nha mấy chế, bán đầm ha. Rồi giờ bán đầm nè, mấy chế chia sẻ nhiệt tình nhạy để em tặng đầm ha. Rồi đầm cao cấp 165k, cảm ơn Trang Nguyễn ha. Rồi cảm ơn Hương Sandy nè. Rồi cái đầm như thế này ha, 1m652 độ vẹo ok. Rồi chốt giúp em mã số 2. Số 2 kèm số điện thoại giúp em ha, 1m652 độ vẹo ok nha. Cái đầm này em từng mặc like rồi ha, rất là đẹp luôn nè. Nó là mặt bẹt vai ha và phối hộp phối hoa như thế ha. 1m652 độ vẹo ok, mã số 2. Hồng Nhật. Chiều em gọi chị chốt hàng mà không được chốt em cái đầm thì em thi mình chị. Rồi mã số 2 nha. Số 2 chốt này bé. Số 2 chốt cho Trang Xèo. Trang Xèo 462. Trang Xèo 462. Rồi cái đầm này là hồi trưa em mang nha mấy chế. Cái này là hồi trưa mang ha, rất là xinh luôn nè. 1m650-51 cái độ vẹo ok, đằng sau là có khoét lưng như thế ha. Cái đầm này hồi trưa có mang rồi nha mấy chế nhá. Rất là đẹp luôn ha. Rồi chốt cho em mã số 3 kèm số điện thoại giúp em, 1m650-51 cái độ vẹo ok ha. Rồi mã số 3 giúp em, số 3 kèm số điện thoại giúp em. Đầm trắng mã số 3 nha. Rồi số 3 kèm số điện thoại giúp em ha. Đúng rồi, Trang Xèo vừa có cái đầu nha. Mã số 3 nha các bạn ơi. Rồi số 3 kèm số điện thoại ha.
Rồi số 3 cho thanh heo 361. Rồi thanh heo 361 nè, chốt cho thanh heo 361. Rồi đem một cái đầm ôm body ha. Đem một cái đầm ôm body. Rồi cái bông của nó là siêu đẹp luôn ha. Rồi cái bông của nó là rất là tinh tế ha. Mấy chế chia sẻ nhiệt tình nè. Thanh heo comment lại số điện thoại cho em nha, còn thiếu mất nha. Thanh heo ơi, thanh heo comment theo số ha. Rồi 1m6 52 cái độ về ok ha. 1m6 52 cái độ về ok. Rồi rất là đẹp luôn ha, rất là đẹp luôn nè. Rồi chốt cho em mã số 5. Số 5 kèm số điện thoại giúp em ha. Thanh heo comment lại số điện thoại nha, không em xả hàng thanh heo nha. Rồi số 5 kèm số điện thoại giúp em nè. Số 5 kèm số điện thoại giúp em nha. Căng quá. Rồi số 5 kèm số điện thoại giúp em nè. Mã số 5 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi số 5 gấp cho Trình Thị Ngọc Đào. Trình Thị Ngọc Đào 090. Rồi cái này em có màu mà trắng, hồng và đỏ ha. Rồi trắng, hồng và đỏ. 090. Rồi trắng, hồng và đỏ, mấy chế lấy cái nào comment giúp em ha. Lấy màu nào comment giúp em nè. Rồi em đo eo ha. Mấy chế chia sẻ nhiệt tình ha. 700 người xem em sẽ đọc mã và em tặng luôn cái đầm em đang mặc ha, cho chế nào có chia sẻ nè. Rồi eo của nó là 72. Rồi cái đầm này là eo của nó là 72 ha. Nó phối một cái rồi, hàng bông okay, thanh heo nha. Rồi nó phối một cái hàng bông như thế ha. Rồi 72 kèm màu giùm em nha. 72 kèm màu nha. 72 kèm màu có màu em. Trắng, màu đỏ và màu hồng nha. Rồi trắng, đỏ và hồng ha. Comment số 72 kèm màu giùm em nè. Rồi trắng, đỏ và hồng ha mấy chế ha. 72 kèm số điện thoại. Kèm màu kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi 72 hồng ha. 72 hồng. 72 trắng cho Trình Anna. Rồi 72 trắng cho Trình Anna ha. 72 trắng cho Trình Anna 323. Rồi 72 còn 72 trắng nè. 72 hồng và 72 đỏ ha, màu hồng đất rất là xinh luôn đó. Màu hồng đất rất là modern ha. Rồi đây là 72 đỏ ha mấy chế ha. Rồi 72 đỏ cho Kiều Trinh 360. Rồi Kiều Trinh 360 nè. 72 đỏ chốt cho Kiều Trinh 360. Rồi 72 còn hồng, đỏ và trắng nha. Hồng, đỏ và trắng nè. 72 hồng, đỏ và trắng ha. Rồi để còn chốt. Đỏ không? Còn đỏ, còn hồng. Đỏ cho Huyền Nam 72, đỏ cho Huyền Nam 591. Huyền Nam 591 nè. Rồi trắng cho Ngọc Lê. Trắng chốt cho Ngọc Lê 759. Ngọc Lê 759. Huyền Nam 591. Thái Dương Thái Hòa ha. Rồi hồng chốt cho Phương Minh. Phương Minh 205. Phương Minh 205. Rồi hồng chốt cho Ngốc Bé. Hồng chốt cho Ngốc Ngọc Bé. Lê kêu, đi. Ngọc Lê 759. Phải Ngọc Lê không? Ngọc Lê. Ngọc Lê. Ngọc rồi Lê Ngốc. Rồi hồng chốt cho Ngốc Bé 314. Ngốc Bé 314. Và hồng chốt cho. Đỡ chốt cho Kiều Trinh chưa? Kiều Trinh rồi. Rồi Trinh Tú có hồng chưa? Rồi hồng chốt cho Trinh Tú chưa? Rồi hồng chốt cho Trinh Tú một cái nè. Rồi hồng chốt cho Trinh Tú. Rồi đỏ chốt cho Hiền Bút Thị Thu. Hồng chốt cho Trinh Tú. Ừ, vậy trời. Ngốc Bé. Rồi Ngốc Bé rồi. Trinh Tú rồi. Phương Minh. Phương Minh chưa? Phương Minh 205. Rồi Ngốc Bé rồi đúng không? Rồi đỏ chốt cho Hiền Bút Thị Thu nè. Hiền Bút Thị Thu. Và đỏ chốt cho Vi Trần. Vi Trần 847. Rồi Vi Trần 847. Rồi hết ha. Đứng lên xem mẫu đúng không? Rồi cái mẫu này rất là xinh luôn ha. Cực kỳ xinh nè. Thu nhiều nữa đi. Từ từ tới nó thì cái đỏ cuối trai á. Vi Trần. Rồi còn một trắng nữa ha. Rồi còn một cái 72 trắng ha. Rồi chốt lại giùm em 72 trắng ha mấy chế. Rồi còn một cái 72 trắng ha. Rồi chốt giùm em cái 72 trắng này dài qua đầu gối nha mấy chế nha. 1m652 cái độ về ok. Rồi chốt giùm em 72 trắng ha. Rồi
72 trắng kèm số điện thoại giúp em ha. 72 trắng kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi em lên cái mẫu em đang mặc ha. 72 trắng kèm số điện thoại giúp em ha. 72 trắng kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. Còn một cái duy nhất ha. Sao chưa? À dì Thúy nghĩ nên là chưa có gửi được ha Trần Tuấn ha. Rồi 72 trắng chốt giùm em 72 trắng kèm số điện thoại giúp em ha. 72 trắng còn một cái nha mấy chế nha. Rồi đầm em đang mặc ha. Đầm em đang mặc khoảng 1m6, 51, 52 chứ độ vậy ok. Rồi đồng giá là 165 ha. 72 trắng chốt cho hợp ly. Hợp ly 871. Rồi hợp ly 871. Hợp ly 871. Rồi cái đầm giống em đang mặc ha. 700 lượt view là em sẽ tặng đầm mã và em tặng cái đầm em đang mặc đấy ha. Rồi đầm em đang mặc khoảng 1m6, 51, 52 chứ độ vậy ok. Nhớ là 1m6, 51, 52. Còn lùn hơn thì trừ số ký xuống giùm em ha. Rồi cái này có trắng nè. Rồi trắng này như là có mấy cái như này. Rồi ai lấy cái mẫu em đang mặc đây ha, comment giúp em là mã số á. Mã số 100. Rồi 100 có 4 cái ha. Rồi 100 có 4 cái màu trắng nè. Rồi 100 kèm số điện thoại giúp em ha. 100 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. 1m6 hoặc 52 em là 1m52 và nặng 41 42 kg ha. Có màu đỏ không? 100. Biết coi đi nó coi. 100 kèm số điện thoại giúp em nè. Trên cái đỏ. Hiện tại là mẫu số trắng. 100 cho Linda 106. Linda 106 nè. Rồi 100 cho comment 100 giùm em ha. 100 cho Candy Mai Trâm. Candy Mai Trâm bưng kè nè. Rồi còn 100 cho Lê Văn. Lê Văn 298. Lê Văn 298 và Hiền Nguyễn 264. Lê Văn 298. Đây này có cái bọc này ghi trên cái bọc này. Lê Văn 298, Hiền Nguyễn 264. Rồi và Hiền Nguyễn 264. Rồi tiếp tục hai cái ha. Tùng xè của nó là 4-5 lớp và không cần phải nhắc tới rồi ha. Nó là phối á, phối lưới, phối ren và phối hột như thế nha cả nhà ơi. Rồi phối lưới, phối ren và phối hột ha. Để xa ra cho mấy chế thấy ha. Rồi để xa ra cho mấy chế thấy ha. Mấy chế nhìn thấy rõ không ta? Nhìn thấy rõ không? Không. Rõ mà. Rồi đo eo cái màu hồng đó ha. Rồi eo của nó là chia sẻ nhiệt tình nha mấy chị, chia sẻ nhiệt tình, 700 người xem sẽ được tặng cái đầm cao cấp chị Uyên đang mặc nha. Rồi eo của nó là 70. Eo của nó là 70 ha. Chốt 70 hồng kèm số điện thoại giúp em ha mấy chị. 70 hồng kèm số điện thoại giúp em ha. Khoảng 1m6 52 kg độ về ok. 70 hồng nha. 70 hồng kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị nha. 70 hồng kèm số điện thoại giúp em nè. 70 hồng kèm số điện thoại giúp em ha. Có một cái à. Rồi 70 hồng. 70 hồng kèm số điện thoại ha mấy chế ha. Có một cái một thôi. Mà ở dưới của nó cũng là đỉnh như thế ha. 1m50, 50kg không vừa. Sợ không vừa nè. 70 hồng cho hợp ly. Rồi 70 hồng cho hợp ly 871. Ở dưới là ở trên là phối lưới như thế ha. Và ở dưới là cái tung xe nè. Tung xe của nó mấy lớp như thế nha cả nhà. Rồi quá xinh luôn ha. Quá xinh luôn nè. Ai chưa mua được thì tranh thủ mua ha. Tại vì đợt này về nó là hết rồi nha mấy chế nha. Không còn nữa đâu ha. Rồi eo của nó là 60 68. Rồi chốt giúp em mã 68 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi 68 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. Cổ yếm như thế ha. Rồi 68 kèm số điện thoại nè. 68 kèm số điện thoại ha. 68 kèm số điện thoại giúp cho em nha. Rồi 68 kèm số điện thoại nha. 68 cho Duyên Dương Phạm. Duyên Dương Phạm nè. Duyên Dương Phạm 922. Rồi 68 còn 2 cái nữa nha. 68 còn 2 cái nè. Chốt ha. Rồi 68 cho Hoàng Anh 410.
5410. Rồi còn một cái số 8. Đầm năng mặt để tặng ha. Nếu mà 700 lượt view là em sẽ tặng nè. Rồi ai nữa nè. 68 cho Hà Hà 643. Hà Hà 643. Hà Hà 643. Rồi tiếp tục thôi mấy chết. Màu trắng và màu đỏ ha.
1m6, 51, 52 cái độ vẻ ok. Nhớ là cao 1m6, 51, 52 luôn hơn thì trừ số ký xuống. Rồi giống cái em đang mặc đây. Rồi chốt giúp em mã số là mã số 10. Rồi số 10 kèm màu giùm em ha. Đỏ có hai cái nè. Số 10 kèm màu kèm số điện thoại giúp em đi chơi. Số 10 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Thấy chỉ mình to nha. Số 10 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 10 trắng cho Nhung Huy 303. 10 trắng cho ai? 10 trắng cho Nhung Huy 303. Nhung Huy 303. Rồi còn đỡ thôi ha, mấy chế trắng chỉ có một cái thôi nè. Rồi 10 đỡ giống em đang mặc ha. Còn 10 đỏ thôi nha. Hết trắng rồi nha mấy chị ơi, hết trắng ha. Rồi còn đỏ rồi. Thôi. Đỏ là cái giống em đang mặc đấy ha, rất là đẹp nè. Con xe của nó như thế ha. 10 đỏ nha chị nha, hết trắng rồi. 10 đỏ nha chị. Rồi đỏ cho Hoàng Anh 410. Rồi Hoàng Anh 410 nè. Và rồi Mỹ Hạnh Đạt, Mỹ Hạnh Đạt 022. Mỹ Hạnh Đạt 022 nè. Rồi cái đầm này là điểm kim sa ha mấy chế. Rồi điểm kim sa này rất là xịt luôn ha. Nó là cái chụp đi thì gửi qua đấy chị Thông hay là nó cứ đi mà. Nó là toàn bộ cái đầm lĩnh kim sa luôn ha mấy chế ha, rất là đẹp luôn nè. Cái này khoảng chừng 1m6, 52, 53 cái độ vẻ ok ha. Rồi 1m6, 52, 53 cái độ vẻ ok. Rồi chốt giúp em đen ha. Rồi đen đen kèm số điện thoại giúp em ha. Đen kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. Đen kèm số điện thoại giúp em nha. Đen nha, một cái này kim sa rất là đẹp nha, tổng của tôi rất là nổi. Rồi đen kèm số điện thoại giúp em nè. Đen kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi đen kèm số điện thoại ha. Đen kèm số điện thoại giúp cho em nha. Đen cho đồng giá là 165k. Em có ghim giá coi giá ghim giùm em ha. Đen cho Nguyễn Vân Anh. Rồi đen cho Nguyễn Vân Anh 353. Em có ghim giá nha, mấy chị chịu khó coi giá ghim giùm em nha. Rồi cái này em có hai màu, hình như là có hai màu nè, giữa phần trắng và ta. Rồi cái này có hai màu. Bên hông như thế này ha, và một cái hàng hộp ngay trên đây ha. 1m6, 51, 52 cái độ vẻ ok. Nó là dạng đuôi tôm nè, thùng xe của nó rất là rộng luôn ha. Thùng xe của nó là bao rộng luôn nha mấy chế, bao rộng luôn nè, cực kỳ đẹp ha. Rồi chốt màu giúp em ha, comment giúp em mã số 20 kèm màu này. 20 có hai màu nha, đỏ và trắng ha. Rồi 20 kèm màu giúp em nha mấy chế, quá đẹp luôn ha. 20 kèm màu giúp em nha. 20 kèm màu, 20 kèm màu giúp em, kèm số điện thoại nha. Rất là rộng ha, rất là rộng và rất là đẹp nè. Rồi 20 nha, 20 kèm màu giúp em khoảng 1m652 cho 20 okay. Kèm màu nha, 20 kèm màu giúp cho em nha. 20 kèm màu giúp em nè. 20 kèm màu giúp em. Rồi 20 trắng này của Kim Tuyến này, 20 trắng chốt cho Kim Tuyến. Kim Tuyến 521. Rồi hết 20 trắng ha. 20 đỏ, 20 đỏ cho Candy Mai Trâm. 20 đỏ chốt cho Candy Mai Trâm. 318. Candy Mai Trâm bưng kè này. Rồi còn 20 đỏ ha, hết trắng này, hết trắng ha. Rồi chốt đi bé. 20 đỏ chốt cho ai đây?
Hết trắng rồi nha. Rồi 20 đỏ còn một cái đó ha. Cho đi. 20 đỏ cho Trình Khánh Hòa. 719. Cho đem một cái á, máy có tay. Rung lên lắm luôn á. Thực tình cái này chỉ có một cái duy nhất thôi nha mấy chị. Cái này chỉ có một cái duy nhất ha. Em nói thiệt nha, cái này nó còn đẹp hơn đầm cô dâu nữa. Quá đẹp luôn ha. Mấy chế mà mặc đi đám thì tình là nổi hơn cô dâu nữa mấy chế. Hoa của nó là hoa rơi ha. Rồi hoa của nó là đính vô như thế này ha. Rất là xinh luôn nè. Rất là xinh ha. Để cho em cái này chỉ có một cái duy nhất thôi nha mấy chế nha. Em thử cái thêm nè. Thêm thử nha. Ăn nhanh tay thì được ha. Chia sẻ nhiều vào nè. Thì mình tương tác với nhau sẽ được nhiều hơn ha. Rồi em của nó là 70. Chốt cho em mã số 200. Rồi 200 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế nhá. 200 kèm số điện thoại nè. Cái tuần xe của nó là bao rồi. Rồi 200 kèm số điện thoại giúp cho em nha. Rồi 200 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi mấy chế coi cái hoa này là hoa nó đắp nổi vô như thế ha. Rồi 200 kèm số điện thoại giúp em nè. Cực kỳ xinh luôn ha. Rồi 200. 200 cho Linh Nguyễn Ngọc 608. Linh Nguyễn Ngọc 608 nè. Quá đẹp luôn á. Linh Nguyễn Ngọc 608. Rồi một cái đầm tua rua. Một cái đầm tua rua cổ yếm và màu đỏ ha. Form này 1m6, 50, 51 ký độ vẹo ok. Rồi eo của nó là 72 á. Khoảng 52 ký độ vẹo ok ha. Rồi ai lấy tua rua chốt tua rua kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi tua rua kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế nha. Tua rua kèm số điện thoại giúp em ha. Cũng kỳ xinh luôn này. Cũng thường thì rất là dài luôn ha. Rồi tua rua kèm số điện thoại nha mấy chế nha. Tua rua kèm số điện thoại ha. Hôm nay có set Quảng Châu mới về hơi bị đẹp luôn ha mấy chế ha. Cho comment trước thấy cuốn ngốc nha. Cuốn ngốc này thấy tua rua cho Hà Trần 363. Hà Trần 363 nè. Tua rua chốt cho Hà Trần 363. Thôi cái này cũng chỉ có một cái ha. Nó form của nó ha rất là đẹp luôn nè. Đơn giản nhưng mà rất là thanh lịch ha. Nó phối hộp trên này nè. Và hộp bên hông nha mấy chế. Đằng sau bên hông bên này cũng là hộp nữa nè. Rồi form này 1m6, 50, 51 cái độ vẹo ok. Lùng hơn thì trừ số ký xuống. Giống như 1m55 á thì mình chừng 47-48kg ha. Và 1m50 thì 55-56kg đồ xuống nè. Rồi rất là đẹp luôn ha. Cực kỳ xinh luôn nè. Rồi ai lấy cái này trước chị em mã số 21. 21 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi 21 kèm số điện thoại giúp em nè. Phối hồ ha. Sang cô ban và phối trắng nè. Rồi 21 thấy hồ thiên dung ha. 21 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 21 cho Nhã Nguyễn 447. Nhã Nguyễn 447 ha. Rồi cái đen này phối lưới ha. Phối lưới, phối ren và phối hột nha cả nhà. Rồi cái hột của nó là khắp luôn ha. Khắp cái đầm như thế này rất là xinh luôn á. Rồi cái này hồi nãy có hồng rồi mà bây giờ còn đen ha. Eo của nó là 70, khoảng chừng 1m6, 50, 51, 52 mà eo ai nhỏ xíu một bon chen được ha. Rồi ai lấy cái này trước giùm em mã số 23. 23 kèm số điện thoại giúp em ha. Eo của 23 nó. Kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi eo của nó là 70, 23 kèm số điện thoại giúp em ha mấy chế. 23 kèm số điện thoại nè. 23 kèm số điện thoại giúp em nha. 23 nha mấy chế ơi. Hai mươi ba chốt cho Linh Ngọc Nguyễn 608. Linh Nguyễn Ngọc 608. Còn hai ba như đấy. Linh Nguyễn Ngọc 608. Rồi còn hai ba này. Trung Linh Nguyễn ba năm bốn còn không? Rồi tiếp tục nha mấy chế nha. Rồi lên một cái đầm đen on body. Rồi cái này hồi đẹp không? Này hồi này có trắng rồi ha. Và bây giờ là đen nè. Cái hoa của nó làm nha mấy chế rất là sang luôn ha. Rồi bao sang cho mấy chế luôn ha. Mấy chế nhìn sao mấy chế thấy không ha. Rồi cái hoa là bao sang bao đẹp luôn nè. Rồi 1m652 cái độ vẹo ok. 1m652 cái độ vẹo ok ha. Dài qua gối của em ha.
Rồi ai lấy này trước cho em mã số 30. 30 kèm số điện thoại giúp em. 30 kèm số điện thoại giúp em ha. 30 nè, 30 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị. 30 kèm số điện thoại giúp em nha. 30 nha. Rồi 30 kèm số điện thoại. Mã số là 30 nha mọi người ơi. 30 cho Linh Nguyễn Ngọc 608. Quá đẹp luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. 30 cho 6, 30 cho Linh Nguyễn Ngọc 608. Rồi cái này còn đen và hồng này. Còn cái form này là còn đen và hồng ha. Rồi cái form này còn đen và hồng nha cả nhà. Rồi cái form này còn đen và hồng, 1m652 cái độ vẹo ok, eo của nó là 72. Rồi chốt 72 đen hoặc 72 hồng giúp em ha. 72 đen hoặc 72 hồng giúp em nha. Rồi 72 đen hoặc 72 hồng giúp em nè. Nó có cái hàng bông như thế ha. Rồi cái tùng xòe của nó nè rất là rộng luôn á. Rồi và rất là đẹp ha. 72 đen hoặc 72 72 đen hoặc 72 hồng giúp em ha. 72 là 1m652 cái độ vẹo ok ha. Rồi chốt 72 hồng cho Hà Nguyễn 943. Hà Nguyễn 943 73 72 hồng. Rồi còn 72 đen ha, hết 72 hồng này. Còn 72 đen ha, ai lấy chốt giùm em 72 đen. Rồi đen mặc rất là trắng da và rất là gọn người ha. Trắng da và rất là gọn người luôn á. Rồi 72 đen giúp em ha, 72 hồng hết này. 72 đen chốt cho Phan Hiền 036. Rồi Phan Hiền 036 ha, kèm số điện thoại giúp em mới chốt được ha. Phan Hiền 036 nè. Rồi 72 còn đen ha, hết hồng nè. Rồi kèm số điện thoại giúp em nha. Thấy Hương Nguyễn ha, hỏi mà không thấy ai trả lời. Tại vì comment chạy nhanh ha, và rất là nhiều comment nên là trả lời không kịp ha. Lớp thì comment bị ẩn ha. Rồi lô này không có sỉ ha. Rồi 72 đen cho Hương Nguyên có chưa? 72 đen chốt cho Hương Nguyên. 72 đen cho Hương Nguyên 247. Rồi còn một cái đen duy nhất ha. Thấy chị Võ với Thủy ha. Rồi còn 72 đen duy nhất nè. Rồi chốt mã chốt màu giùm em ha. Chốt màu kèm số điện thoại giúp em. 72 đen chốt cho Hoa Vũ 808. Hoa Vũ 808. Rồi cái này em có hai màu. Cái form này có hai màu ha. Một cái màu nu và một cái màu trắng nè. Rồi một cái nu và một cái trắng ha. Nó là phối ren như thế nha cả nhà ơi. Rồi phối hột ha. Và phối ren nè. Rồi cái ren của nó là đắp dài xuống dưới này luôn ha. Rồi nó đắp dài xuống dưới này ha. Và trên cũng phối hột nữa nè. Cái này em có hai màu. Rồi cái này có hai màu hai mươi chế ha. Eo của nó là 72 luôn nha. Rồi chốt giúp em mã số là 50. Rồi 50 kèm màu giùm em, kèm số điện thoại ha. Nhớ là kèm số điện thoại thì em mới chốt được nè. Rồi 50 nu hoặc 50 trắng giúp em nha. 50 nu hoặc 50 trắng lắm nha mấy chị ơi. Rồi nhớ là phải kèm số điện thoại giúp em thì em mới chốt 50 nu hoặc 50 nu hoặc 50 trắng kèm số điện thoại nha. Ăn nhiều quá, 50 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi 50 nu. Ủa quên chốt nu không vậy? 50 nu nha, Thư Phan nè, nu 50 nè. Rồi 458. Thư Phan hả? Thư Phan 458. Rồi trắng cho ai nè? Hết nu rồi nha. Hết nu rồi ha, còn 50 trắng nè. Rồi còn 50 trắng ha, chốt 50 trắng giùm em nè. Rồi còn 50 trắng nha mấy chế, chốt giùm em 50 trắng kèm số điện thoại giúp em ha. 50 trắng cho Huy Nguyên 322. Rồi cái này là đính hộp nha mấy chế, đính hộp trên vai ha. Và nó đính hộp dưới nè, cái tùng xòe của nó là bao rộng luôn ha. Mấy chế coi cái hoa của nó nha. Rồi cái hoa của nó là rất là đẹp luôn ha. Cực kỳ xinh luôn nè. Và form này 1m650-51 cái độ vẹo ok nha. 1m650-51 cái độ vẹo ok nè. Rồi chốt cho em mã số 53. Rồi 53 kèm số điện thoại giúp em ha. 53 kèm số điện thoại giúp em nè. 53 kèm số điện thoại ha mấy chế ha.
53 kèm số điện thoại này. Thực phẩm ơi cố gắng lên nha. 53 em có 2 cái nè. 53 có 2 cái nha chị ơi. Rồi, 53 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 53 kèm số điện thoại giúp em ha. Không. Chốt 53. Có kỳ vậy. Mạng bị gì vậy ta? Rồi xong bị gì rồi. Để thấy không? Nó quay cái. Có mà. Không có trắng ha, 53 có đen thôi nha mấy chế nhá. 53 nha, 53 cho Phương Minh 205. Rồi, Phương Minh 205. Và Trinh Linh. Tú. Ủa đâu có. Và Trinh Tú. Ủa không phải, Trinh Tú là đen. Linh Nguyễn Ngọc. Rồi, Linh Nguyễn Ngọc này. Linh Nguyễn Ngọc 608 ha, Trinh Tú comment sai mã nè. Rồi, cái này có một cái ha. Cái màu trắng mà phối hộp này thì chỉ có một cái ha. Màu trắng phối hộp đen chỉ có một cái nha. Còn mấy cái màu khác là phối hộp trắng nha mấy chế. Rồi một cái duy nhất màu trắng phối hộp đen ha. Siêu xinh luôn nè. Cái này phải gọi là siêu phẩm luôn ha. Đào Nhanh nói gì ha, Đào Nhanh ha. Rồi cái này phải gọi là siêu phẩm luôn nè. Ở đằng sau của nó ha, cái cổ của nó cũng phối hộp nè. Đào Nhanh nói gì á. Tại vì comment lớp thì nó chạy nhanh, lớp thì nó ẩn comment á, nên là trả lời không kịp ha. Mấy chế thông cảm giúp em nè. Rồi cái em này là hơi nhỏ giúp nha mấy chế nha. Em của nó là 68 thôi nha. Rồi em của này là 68 nè. Rồi chốt cho em mã số 300. Rồi 300 kèm số điện thoại giúp em ha. Mã số 300 kèm số điện thoại giúp em nha. 300 kèm số điện thoại giúp em ha mấy chế. Em của nó là 68 khoảng chừng 1m6 50 51 cái độ vậy ok thôi ha. Rồi 300 kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi em của nó là 68 ha mấy chế nè, nhắm em 300 cho Hoa Mi 187. Rồi Hoa Mi 187 nè. Rồi cái này thì hiện tại là có 3 màu nè. Nó cũng giống thế ha. Nó cũng giống thế nhưng mà đá của nó màu khác thôi nha mấy chế. Rồi nó cũng giống thế mà đá của nó màu khác nè. Nó có trắng, nu và hồng. Nó có trắng, nu và hồng ha. Rồi nó có trắng, nu và hồng nha mấy chế. Cái này em có mặt rồi nè. Khoảng chừng 1m6, 50, 51 được vậy ok. Lùng hơn thì nhớ trừ số ký xuống giùm em nha. Rồi chốt cho em mã 400 kèm màu ha. Rồi 400 là nó có màu nu nè. 400. Rồi mã 400 ha. Màu 400 nu. Kèm màu giúp em nha. Rồi và màu 400 kèm màu kèm số điện thoại. 400 em có màu nu, màu hồng và màu trắng nha. Rồi comment kèm mã kèm màu kèm số điện thoại giúp em 400 nha, 400 nha mọi người ơi. 400 này có 3 cái nha, mấy chị nhìn tay ha. 400 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Comment số điện thoại nha. 400 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Nói 400 rồi, nói 300 luôn rồi. Ủa sao comment 300? 400 nha. Sao 300 không à? 300 hồi nãy là chắc theo cái đầm hồi nãy á. Rồi, comment 400 cho nó khỏi bị lộn với cái đầm hồi nãy nha mấy chế. 400 kèm màu giúp em nha. 400 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 400 chứ không phải là 300 nữa nha. Mấy chế cho nó khỏi lộn đồ ha. Rồi, 400 hồng cho thơm thối 950. Trời ơi tên thấp quá. Hồng đúng không? Hồng. Rồi nu cho Nguyễn Ngọc Diệp. Ủa Nguyễn Ngọc Diệp comment sai rồi. Rồi thơm thối có hồng rồi nè. Rồi nu cho Nguyễn Thanh Tuyền Nguyễn. Thanh Tuyền Nguyễn cho nu là Thanh Tuyền Nguyễn 406. Rồi còn 400 trắng nha mấy chế. Rồi thơm thối có hồng rồi nè. Có hồng rồi ha. Rồi cái này còn 400 màu trắng nha mấy chế. 400 trắng này kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Nu hết ha. Rồi nu hết nè. Rồi 400 trắng kèm màu kèm số điện thoại giúp em ha. 400 trắng bao đẹp nha mấy chế. Bao đẹp hồng với lại nu hết rồi nha. Còn trắng nha. Rồi quá đẹp luôn ha. Hồng nu hết rồi còn trắng nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi lấy thì comment giùm em 400 trắng nè. 400 trắng nha. Hết hồng hết nu rồi nha. Còn 400 trắng nha mọi người ơi. Hết hồng hết nu rồi. Lý 005.
lý 005 này. Ngà lý 005. Rồi tiếp tục nha mấy chết. Rồi hết trắng luôn nha. Rồi cái form này ở dưới là nó đỉnh đó, kim tuyến như thế này ha mấy chế ha. Nó đỉnh kim tuyến này. Và ở trên là phối ren ha. Ở trên là phối ren. Ở đằng trước ngực của nó là cũng phối lưới như thế này nha cả nhà. Rồi nó phối lưới, phối ren và phối kim tuyến như thế ha. Rồi đo eo đó ha. Cái này bự nè, cái này form bự nha mấy chế. Cái này eo của nó là 74 luôn ha. Rồi ai lấy trước cho em mã 74 kèm số điện thoại giúp em 1m655 cái độ về ok ha. Rồi 74 kèm số điện thoại giúp em ha, rất là nổi bật luôn nè. Rất là nổi bật luôn ha. Rồi 74 kèm số điện thoại giúp em ha. 74 kèm số điện thoại giúp em nè. 74 kèm số điện thoại giúp em nha. Vấn đề sao người ta mua trước mà không được bực mình. Ủa kìa sao các bạn nha. Không phải mạng nhà em đâu. Rồi 74 nè. Comment không thấy, Nguyễn Ngọc Anh Thư thấy ha. Comment đi. Cái gì đấy? Đã éo gọi tên. Bó tay rồi. Bó tay luôn. 74 74 cho 1 win 521 nha. Rồi theo mấy chủ ha mấy chế ha. Theo mấy chủ nè, chứ còn em không có cố ý chốt cho ai đâu ha. Thấy ai trước thì gọi tên người đó ha. Mấy chế coi like thì mấy chế cũng biết nè. Ai mà coi like nhiều thì cũng biết ha. Khi mà mạng yếu hoặc đông người xem là hả? Comment nó. Comment của mấy chế là mấy chế sẽ thấy. Theo mấy chế là mấy chế sẽ thấy mấy chế trước. Bởi vậy ai cũng kêu mình trước là gì vậy đó ha. Ai cũng kêu mình trước thì ai sau. Vậy vậy nên là mới phải theo mấy chủ ha mấy chế ha. Rồi cái đầm này rất là đẹp luôn nè. Rồi cái form này là siêu đẹp luôn ha. Cái chất ren của nó nha mấy chế cực kỳ cao cấp luôn ha. Cực kỳ cao cấp luôn nè. Cái này hình như cũng có một cái đúng không. Rồi đo eo cái này ha. Mọi người chia sẻ nhiệt tình nha. 700 lượt người xem sẽ được tặng cái đầm đang mang nha. Em nó là bàn tay nha. Em nó là 71 ha mấy chế. Rồi chốt cho em mã 71 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi 71 kèm số điện thoại giúp em. 71 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 71 có một cái ha. 71 kèm số điện thoại giúp em nè. Chia sẻ nhiệt tình lên dì ơi. 71 kèm số điện thoại. 700 lượt người xem sẽ được tặng cái đầm đang mặc cao cấp nha. Rồi 71 kèm số điện thoại giúp em ha. 71 nha, 74 hết rồi nha. 71 kèm số điện thoại giúp em. Giá bao nhiêu vậy trời? Có ghim giá ha. Đầm cao cấp 165 nè. 71 nha. Rồi 71 ha, 74 hết rồi nè. Rồi 74 hết nha. 71 cho Trần Anna 323. Rồi cái màu này em còn nè. Đỏ tươi, đỏ đô, trắng và hồng ha. Rồi mới phát hiện ra có một cục luôn. Hả? Ủa kì vậy? Rồi cái này bây giờ em có 4 màu ha. Cái này là đỏ đô nè. Rồi cái này là đỏ đô ha. Đỏ đô nè, 1m6 50-51 cái độ vẹo ok ha. Hồng nè. Rồi đỏ đô, hồng, trắng và đỏ tươi ha. Và đỏ tươi nè, rồi lấy màu nào comment giúp em ha. Đỏ đô, đỏ tươi, hồng và trắng comment kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi comment kèm số điện thoại giúp em nè. Quá đẹp luôn ha mấy chế. Cái này là đỏ tươi ha. Cái này là đỏ đô nè. Rồi đỏ tươi, đỏ đô, hồng và trắng kèm số điện thoại giúp em ha. Comment kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi đỏ tươi, đỏ đô, hồng và trắng nha mấy chế. Đỏ tươi, đỏ đô, hồng và trắng nè. Rồi mạng hôm nay yếu đúng không? Rồi đỏ tươi nè. Đỏ đô, hồng và trắng ha. Bây giờ chưa thấy comment của ai. Trắng cho 1 win 521. Rồi trắng cho 1 win 521. Trắng cho 1 win 521. Rồi hồng cho Hồng Nhật 817. Hồng cho Hồng Nhật 817. Em lại xin đen thôi không xem được gì. Đúng rồi hôm nay. Đỏ tươi cho Bùi Thu Hiền 437. Đỏ tươi cho Bùi Thu Hiền nè. Và đỏ đô cho Phan Hiền. Đỏ đô cho Phan Hiền 036.
đỏ tươi cho Bùi Thu Hiền hả? Bùi Thu Hiền đỏ tươi. Đỏ tươi cho Bùi Thu Hiền. Đỏ tươi cho Bùi Thu Hiền. Rồi ha mấy chế ha. Rồi tiếp tục ha. Đỏ đô này, đỏ tươi sao không? Bùi Thu Hiền đúng không? Bùi Thu Hiền bao nhiêu chứ? Rồi cái đầm trắng này rất là đẹp luôn ha. Nó là dài qua gối nha mấy chế, dài tới ống chân luôn ha. Rồi eo của nó là 70, khoảng chừng 1m652 cái độ vẹo ok ha. Cái chất trang của nó nha mấy chế bao đẹp ha. Rồi dài qua gối nè, quần xề thì rất là rộng luôn nè. Rồi cổ yếm và dài qua gối ha. Rồi chốt giúp em mã số là 60. Rồi 60 kèm số điện thoại giúp em. 60 kèm số điện thoại giúp em ha. 60 nè kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. 60 kèm số điện thoại giúp em ha. Chụp em like với hậu đồng em đang mặc nữa nè. Rồi 60 kèm số điện thoại giúp em. 60 kèm số điện thoại giúp em nha. 60 kèm số điện thoại giúp em nha. 60 nha mấy chị ơi. Hết trắng đỏ gì rồi. Còn 60 kèm số điện thoại giúp em nha. 60 kèm số điện thoại. 60 cho Mỹ sang Mỹ. Rồi Mỹ sang Mỹ ha. Mỹ sang Mỹ 673. Rồi đem tiếp cái mẫu em đang mặc ha. Cái mẫu em đang mặc hiện tại là có trắng nè. Rồi có đỏ em đang mặc ha, và đen. Rồi cho mấy chế coi đen đó ha. Rồi trắng, đỏ và đen. Comment giúp em mã số là 90 kèm màu giúp em ha. Rồi 90 kèm màu giúp em nha. 1m6, 50, 51 cái độ vẹo ok ha. Rồi rất là đẹp luôn nè. Rồi cực kỳ đẹp luôn ha. Có hút ngực bên trong rất là dày nè. Rồi 90 kèm màu giúp em ha. 90 nè. Màu đen rất là gọn người và rất là trắng da. 90 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 90 ha. Có trắng nè. Có đỏ và có đen ha. Rồi đen này cả. Linh Nguyễn Ngọc 680 608. Linh Nguyễn Ngọc 608. Rồi còn đỏ, đen và trắng. Rồi còn đỏ, đen, trắng. Còn đỏ, đen nữa hả? Ừ, đỏ, đen, trắng. Trắng cho Lan Khẩn 447 nha. Lan Khẩn 447. Rồi đen cho Nhi Nhi. Rồi đen chốt cho Nhi Nhi. Đen chốt cho Nhi Nhi. Đen chốt cho Nhi Nhi 223. Và đen chốt cho Trần Tuấn. Đen chốt cho Thanh Tuấn. Thanh Tuấn 624. Thanh Tuấn 624. Rồi còn đỏ ha mấy chế ha. Rồi đỏ chốt cho Kenny Liu. Kenny Liu 924. Đỏ chốt cho Kenny Liu 924. Rồi tiếp tục ha. Rồi cái này có đen nè, có trắng. Có đen, có trắng ha. Có đen, có trắng, có đỏ luôn ha mấy chế ha. Rồi có đen, có trắng và đỏ luôn nè. Hết 90 rồi nha. Rồi lấy cái màu cho mấy chế coi ha. Rồi cái này nó có đen, có trắng và có đỏ ha. Để em đo eo rồi em đọc mã số cho mấy chế nha. Rồi eo của nó là cũng là 70 luôn ha. Khoảng chừng 1m6 này, 50-51 cái độ vẹo ok ha. Chốt giúp em mã số nha chị Linh Trần ơi. Rồi chốt giúp em mã số 85 kèm màu giúp em ha. Rồi 85 có 3 màu nè. Khoảng chừng 1m6, 50, 51 cái độ vẹo ok. Rồi 85 có 3 màu nha. 85 trắng nè, 85 đen và 85 đỏ. Ngày mai chốt đơn nha Ti Ti Trần. Ngày mai chốt đơn hết luôn ha. Đơn của trưa và đầu của tối nay nè. Rồi 80 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Có 85 đúng không? 85 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi 85 đỏ cho Tăng Tiền 452. Đỏ cho Tăng Tiền nè. Rồi 85 còn trắng và 85 đen ha. Rồi 85 còn trắng và 85 đen nè. Rất là xinh luôn ha mấy chế. Rồi 85 đen cho Mỹ sang Mỹ 673. Mỹ sang Mỹ 673 nè. Mỹ sang Mỹ 673. Rồi còn một cái trắng. Còn gì? Cái trắng hả? Còn hai cái trắng nha. Rồi 85 còn trắng. Trắng cho Đỗ Hạnh 840. Trắng cho Đỗ Hạnh 840 nè. Đỗ Hạnh 840 nè.
Rồi còn một cái trắng nó thôi là hết ha. Dài qua gối này nó là xinh ha. Khổ đen nó là xinh luôn này. Rồi còn một cái trắng ha. Trắng cho ai nè. Rồi hết đỏ ha. Hết đỏ hết đen rồi nha, còn trắng nha. Đúng rồi, đừng thấy con nó tối nay mạng nó lắc lắm ha. Mạng nó hơi lắc nè. Rồi còn trắng nha mấy chế. Rồi còn trắng, ai lấy trắng thì chốt trắng cho. Cái gì đây, kim gì nè. Kim gì á? Kim SH. Rồi cái kim SH, SH đi. Sao đuôi nhiều, sao đuôi nhiều. Ba, kim SH 636. SH rồi nó có chữ BTH nữa. BTH nữa. Rồi em này là 72 nhá. 363. Em 636. Rồi em của cái hồng này là 72. Rồi cái hồng dây này ha, cùng xe rất là rộng nè. Rồi em của nó là 72 rồi, chốt cho em mã 72 kèm số điện thoại giúp em ha. 72 dạng đuôi hợ đuôi tôm nhá. Rồi 72 kèm số điện thoại giúp em ha mấy chế. 72 kèm số điện thoại giúp em nè. 72 kèm số điện thoại ha, quá đẹp luôn nha mấy chế nha. 72 kèm số điện thoại giúp em ha. Có 72 kèm số điện thoại giúp em nha. 72 kèm số điện thoại giúp em nè. Ôi chị mày lên 72 cho Linh Nguyễn Ngọc 608. Linh Nguyễn Ngọc 608. Hết 72 nha. Rồi 72 chỉ có một cái thôi. Rồi cái này là cái này úp vô ngực như thế này nha mấy chế, giống như là hình cánh hoa, đằng sau là phối lưới. Form này là ôm body. Rồi form này ôm body 1m652 cái độ về ok ha. Rồi 1m652 cái độ về ok. Rồi chốt giúp em mã số 52 luôn nha. 52 kèm số điện thoại giúp em nè. 52 kèm số điện thoại nha mấy chế. Rồi 52 kèm số điện thoại giúp em nha. Cái này ôm body rất là đẹp nha. Rồi 52 này kèm số điện thoại nè. Chị nào mà dáng cao cao mặc ôm vô là body rất là chuẩn luôn á. Chị nào trong body. Rồi 52 nha. 52 nha. 52 chơi Duyên Dương Phạm 922. Duyên Dương Phạm 922 ha. Cái này chỉ còn một cái đúng không? Còn cái đen nào? Rồi cái theo này còn một cái nha mấy chế. Nó là theo toàn bộ cái đầm như thế ha. Cái đầm tầng và theo ha. Nó theo toàn bộ cái đầm như thế này. Nó là xinh luôn ha mấy chế. Quá xinh luôn ha. Dài qua gối nha mấy chế nha. 1m6, 50, 152 cái độ về ok ha. 1m6, 50, 152 cái độ về ok. Rồi chốt giúp em mã số là 500. Rồi 500 kèm số điện thoại giúp em nha. 500 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. 500 kèm số điện thoại giúp em cái đầm theo như thế ha. 1m6, 51, 52 cái độ về ok. Đầm theo rất là đẹp nha. 500 kèm số điện thoại giúp em. Đầm theo chỉ có một cái thôi nha. Rồi 500 kèm số điện thoại này. Đầm đồng giá 165k nha. Đầm cao cấp bán giá thấp 165k nha. À có hai màu. 500 có hai màu trắng và đen ha. Rồi. 500 có hai màu trắng và đen, lấy cái nào ạ? À? Rồi tăng tiền 452. 500 có hai màu trắng và đen nha mấy chế. Trắng và đen ha. Rồi ai 500 đen comment giúp em nha. 500 trắng còn tăng tiền hả? Chị hôm nay thấy anh Thông à. Hay anh Thông à? Hay anh? Dùng hũ 500 đen giúp em nha. 500 này có tăng tiền đúng rồi, không? Rồi, tăng tiền trắng. Rồi còn 500 đen 500 đen cho Candy Mai Trâm. Rồi Candy Mai Trâm nè. Candy Mai Trâm 318. Rồi cái này eo của nó là 74 luôn nhá. Rồi eo của nó là 74 nè. Và cái ren của nó là hình rẻ quạt nha mấy chế. Rồi anh Thông bệnh nên là thay. Rồi cái ren của nó là hình rẻ quạt như thế này ha. Rất là xinh nè. Rồi cái form dáng của nó cũng rất là đẹp luôn nha. Dài qua gối, eo của nó là 74. Rồi chốt giúp em mã số 99. Rồi 99 kèm số điện thoại giúp em ha. Cái ren hình rẻ quạt nha mấy chế nha. Rất là xinh ha. Dông chơi ơi, cái đó size nhỏ không đọc được nha dông chơi. Rồi eo của nó là 74. Chốt giúp em mã số 99 kèm số điện thoại giúp em ha. 99 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 99 kèm số điện thoại giúp em nè. Thu Hà ơi cố gắng lên, xem thì mình phải mua được chứ sao. Rồi 99 kèm số điện thoại giúp em ha. 99 kèm số điện thoại giúp em nha. Kim tiền rồi. 99 cho Nguyễn Kim Tiền 694. Rồi Nguyễn Kim Tiền 694. Rồi lên một cái dây ôm body ha, 1m6, 51, 52 cái độ về ok.
có khi nào về tối nằm đâu cổ. Rồi phao lên 1m6, 51, 52 cái độ về ok ha. 1m6, 51, 52 cái độ về ok. Rồi chốt giúp em ha, chốt giúp em mã số là mã số 9 ha. Rồi mã số 9, số 9 kèm số điện thoại giúp em có 2 cái ha. Số 9 có 2 cái ôm body khối lưới siêu đẹp ha. Rồi mã số 9 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi, rồi lên mấy cái để lên đồng Quảng Châu nha. Rồi, xí lên đồng Quảng Châu cho mấy chế ha. Tí nữa sẽ lên đồng Cẩm Châu nha. Ai hỏi đồng Quảng Châu hả? Lộn nha. Thưởng nhiều thưởng 500 phố anh thân. Rồi 99 kèm số điện thoại, số 9 kèm số điện thoại giúp em ha. Số 9 cho Linh Nguyễn Ngọc 608. Linh Nguyễn Ngọc 608 nè. Rồi còn một cái số 9 nữa nha. Còn một cái số 9 nữa nha. Số 9 cho Vi Mai Thảo Huynh. Vi Mai Thảo Huynh nè. 706. Vi Mai Thảo Huynh 706. Mấy chị biết sao cái đầm này ít có tay lắm. Tại vì á, cái hàng cao cấp này nè, hàng có ta, hàng không tay là nhiều hơn. Mẹ ơi, cái này xịn quá. Cái này không vừa tính nói mặc like nè. Đẹp không? Con cái màu vàng. Rồi một cái siêu đẹp ha. Nó là biệt vai như thế nha cả nhà. Rồi biệt vai khối lưới ha. Siêu đẹp luôn, cái này cũng chỉ có một cái duy nhất ha. Mấy chị nhanh tay nè. Nó là nó chạy ren như thế này ha. Rồi ren của nó là khối nè, cực kỳ xinh luôn ha. Mặc biệt vai là lúc nào cũng đẹp hết ha. Rồi em thấy đẹp vai thì lúc nào cũng đẹp hết nè. Mấy chế không biết là mấy chế thấy sao ha. Điểm ra em nha, cái này có một cái màu thôi nha mấy chế. Hỏi bác sĩ, mình thấy hỏi bác sĩ sau nha. Rồi em của nó là 69. Rồi chốt giúp em mã 69 kèm số điện thoại giúp em luôn nha. 69 kèm số điện thoại nha. Rồi 69 kèm số điện thoại giúp em ha. Em của nó là 69 thôi nha mấy chế. 69 kèm số điện thoại giúp em nha. Bến người, mọi người để ý, người bán chưa nói mã số, người mua đã biết. Cái này là do mạng nha, bến nha. Cái này là do mạng nha. Chứ là mạng có cái vụ mà người nói chưa biết là người đấy. Rồi về là rồi về là mạng của Út Mến đã chọn rồi nè. Hoa mi. Rồi form này rất là đẹp ha. Nó nè, nó phối cái ren nù bên trên ha. Và dưới là hoa in 3D nè. Form này thì nói chung là nó rất là thanh lịch ha. Rất là đẹp luôn nè. Rồi 1m6, 50, 51, 52 cái độ về ok nha. Chốt giúp em mã số là 700. Rồi 700 kèm số điện thoại giúp em ha. 700 kèm số điện thoại cho mấy chết. 700 kèm số điện thoại giúp em nè. Xếp lên xếp cho xếp Quảng Châu luôn ha. 700 kèm số điện thoại giúp em. 700 kèm số điện thoại giúp em nha. 700 cho Hoài Nguyễn 006. Hoài Nguyễn 006 nè. Rồi cái này là nó phối ren ở dưới này ha, và ren ở trên cổ như thế. Dáng của nó là form đuôi tôm 1m6, 51, 52 cái độ về ok. Nhớ là cao 1m6 thì mới 51, 52 nha. Còn lùn hơn thì phải trừ số ký xuống giùm em nè. Chứ 1m50 mà 51, 52 ký là không có vừa đâu nha mấy chế. 1m50 mà 51, 52 ký là không vừa thôi này. Rồi chốt giúp em mã số. Rồi chốt giúp em mã số là 800. Rồi 800 kèm số điện thoại giúp em. Tập trung vào chuyên môn đi. Rồi 800 kèm số điện thoại giúp em ha. 800 kèm số điện thoại giúp em nha. Có một cái thôi nha. Có một cái nè. 800 kèm số điện thoại ha. 800 kèm số điện thoại nha. Đúng rồi, bữa nay mạng nó hơi yếu nha. 800 cho Đỗ Thị Anh Cherry 768. Đỗ Thị Anh Cherry nè. Rồi cái này cũng có một cái duy nhất ha. Này phối hộp như thế nha mấy chế. Và ở dưới là phối á, phối ren nè. Ở dưới là cái ren của nó như thế này ha. Rất là xinh luôn nè. Rồi 1m6 52 cái độ về ok. 1m6 52 cái độ về ok ha. Rồi chốt cho em mã số là 800 rồi nha. Rồi chốt cho em mã số là 1000. Rồi 1000. 1000 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. 1m6 52 cái độ về ok. Dài tới ống chân của em. Rất là đẹp nha, 1000 nha. Rồi 1000 kèm số điện thoại giúp em nè. 1000 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 1000 kèm số điện thoại nha chứ. Trời ơi em đọc rồi mới biết chứ. Cỏ mây 1857 nha. Rồi 1000 chốt cho cỏ mây nè. Cỏ mây 857 nha.
chốt cho cỡ may nè. Đệ tử của ông không? Rồi hết 1.000 nha. Mấy chế ơi, ngày mai tụi em chốt hàng mấy chế chú ý nghe điện thoại nha. Ai không nghe em xả hàng ráng chịu nha. Rồi form này 1m6 50 cái độ vẹo ok ha. 1m50 cái độ vẹo ok. Rồi chất lên rất là đẹp luôn nè. Rồi bao đẹp luôn ha. Rồi chốt giúp em mã số là. Rồi mã số 1 1m6 50 51 cái độ vẹo ok. Chốt giúp em mã số 1. Số 1 mã kèm số 1 nha ha. Rồi quá đẹp luôn ha mấy chế. Số 1 rồi, kèm số 1 điện thoại giúp em nha. Số 1 kèm số điện thoại giúp em nha mấy anh chị ơi. Rồi số 1 kèm số điện thoại giúp em. Số 1 cho Nguyễn Lam 284 nha. Có nha, đầm em đang mang ha. Đầm mang hồi nãy giờ em bán cũng rất là nhiều rồi nè. Tí em sẽ bán tiếp ha. Rồi cái này có tay nha mấy chế. Rồi cái này có tay con nè. Và phối đen rất là xinh luôn ha. Nó phối thêm một cái bông, một hàng bông ngang trước như thế này luôn ha. Form này là form on body. 1m652 cái độ vẹo ok. Nhớ là 1m652 ký nha mấy chế. Tí nữa lên đầm Quảng Châu với lại xét Quảng Châu ha. Rồi giờ chuẩn bị lên xét và đầm Quảng Châu cho mấy chế ha. Rồi chốt giúp em mã số là mã số 5. Rồi số 5 kèm số điện thoại giúp em ha. Số 5 kèm số điện thoại giúp em nè. Số 5 kèm số điện thoại giúp em ha. Ngọc hôm nay người yên phụ hơn người dữ. Ai? Tú Ngọc hôm nay người yên phụ hơn người dữ. Đúng rồi, hơi bị dữ luôn á. Rồi, mã số 5 kèm số điện thoại giúp em. Mã số 5 kèm số điện thoại giúp em nha. Số 5 cho Đỗ Thị Anh Cherry 768. Đỗ Thị Anh Cherry 768. Rồi, ghim giá giùm em ha. Đầm xét Quảng Châu 95k này, bao xịt luôn ha mấy chế. Em không có hung dữ đâu nha mấy chị nha. Em thì tội nghiệp em, cả ngày em gọi mà mấy chị không nghe. Em giữ hoài, em sợ mất đồ mấy chị nha. Chứ không phải em hung dữ đâu, em rất là hiền. Rồi, ghim giùm em ha. Đầm xét Quảng Châu 95k. Giờ mình qua đầm xét Quảng Châu 95k này, nha mấy chị nha. Cái này bị lỗi nè. Hôm nay đầm xét Quảng Châu về rất là đẹp. Rồi, ai không mua là rất là tiếc. Đầm xét Quảng Châu 95k ha. Thấy hoa thủy tiên nha chị nha. Rồi, nhân giá giùm em ha. Rồi, cảm ơn chị Thúy Thúy nè. Rồi, Quảng Châu thì có dành cho mấy chế bự bự bon trên vừa nha mấy chế nha. Rồi, size này là size XL luôn á. Rồi nó phối như thế này nè. Nó là nguyên một cái quần ha và cái áo nè. Size của nó là size XL. Rồi ai mang vừa XL chốt cho em XL kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi XL này khoảng chừng 1m6 58 cái độ vẹo ok ha. Rồi XL kèm số điện thoại giúp em nè. 1m6 57 58 cái độ vẹo ok nguyên một set này ha. Rồi, XL nha mấy chị ơi. Có túi đằng sau luôn nha mấy chế. XL cho chị Thanh Thủy 432 nha. Rồi 95k thôi nha. Thanh Thủy 432. XL cho chị Thanh Thủy 432 nha. Rồi 95k thôi nha. Còn XL nè. XL L ha. Tư quái ơi, mình gọi không thấy tư quái nghe máy nha. Rồi XL cho gấu mẹ đáng yêu 272. XL cho gấu mẹ đáng yêu nè. Rồi có size L và size 2S luôn nha. Rồi có size L và size 2S nữa nè. Rồi chốt cho em ha. Có size L với size 2XL luôn nha. Rồi ai lấy L thì comment L, ai lấy 2XL. Mình còn size L và 2XL nha. Mình còn hai size là size L và size XL, 2XL nha. Rồi chốt cho em nha. Rồi cái này là size L này. Dành cho mấy chế là 1m6 55 56 cái độ vẹo ok ha. Và size 2X dành cho mấy chế trên 60kg nha. Rồi trên 60kg ok ha. Rồi em ha. Còn L và 2XL nha. Comment đúng em mới đọc nha mấy anh chị ơi. Rồi comment giùm em ha. Còn L nha, L với lại 2XL. Không, không có M này, còn L và 2XL thôi nha. Sĩ thì Hoa Thủy Tiên inbox sau nha. Sau đây sĩ inbox nha. Chị thông giúp em nè. Chốt chốt L và 2X nè. Chị ơi gửi tiền rồi á. Rồi ok Nguyễn Phương Phương nè. Rồi Nguyễn Phương Phương L cho táo đỏ 4 7
7, 6. Rồi L chốt cho táo đỏ nè. Rồi còn 2XL nha mấy chú. 2XL cho Hằng Hà 777. Rồi Hằng Hà 777 nè. Hằng Hà 777. Rồi tiếp tục ha, lên cái set siêu xinh. Em thì tình cái set này xinh lắm. Xinh cực kỳ luôn á. Cái này lên cuối cùng là gì? Hằng Hà. Hằng Hà. Rồi. Rồi cái áo này là áo lót tóc ha. Áo lót tóc và thắt nơ như thế này nha mấy chế. Cực kỳ xinh luôn ha. Rồi lót tóc và thắt nơ ha. Nó là lót tóc ren nè. Nó phối với một cái chân váy nha mấy chế. Rồi phối với một cái chân váy maxi. Rồi size này là size S này. Tương đương với 1m6, 52, 51 ha. Tại vì nó có trung khung 51, 52. Cái độ vậy ok. Rồi AliS chốt S kèm số điện thoại giúp em ha. Ở đằng sau của nó tôi quái mấy lần nha, tôi quái nhưng mà không thấy nghe bạn bắt máy nha, tôi quái ơi. Rồi S kèm số điện thoại giúp em ha, trên váy maxi này. S kèm số điện thoại này. Rồi để em coi size ha. Em có một set size S này. Quá xinh luôn á. Rồi S, L. Rồi S nè, L nè. Rồi comment size giùm em ha, comment mã số á. Mã số 10 kèm size giúp em ha. Mã số 10 kèm size nha. Không rồi. Phải F không đâu, mã số 10 kèm size. Rồi 10F hoặc 10L 10F nha. 10F hoặc là 10L nha. Rồi quá đẹp ha, quá đẹp. 10F hoặc 10L nha. Rồi 10F hoặc 10ML giúp em cái áo là áo laptop ha, phối với một chân váy bông này. 10F hoặc 10L nha. 10F hoặc 10L. 10L cho Kiều Anh 084. Rồi Kiều Anh 084 nè. 10L cho Kiều Anh 084 nè. Rồi còn 10S ha. Rồi 10S này 1m6 và 52, cái độ vậy ok. Tại vì đằng sau có trung thun nên rất là dễ mang ha. Quá xinh luôn nha mấy chế, cực kỳ xinh ha. Rồi áo laptop và thắt nơ đằng sau lưng nè. Rồi 10S ha, 10S em còn 2 set nè. Rồi còn 10S thôi nha, 10L hết rồi nè. 10L hết rồi nha. 10S cho đồ rê mỹ nè. Đồ rê mỹ 1 set nè. Đồ rê mỹ 1 set ha. Rồi 10S cho đồ rê mỹ 1 set nè. Và 10S chốt cho Trà Giang. Trà Giang một set nè. Đồ ra Mỹ một set và Trà Giang một set ha. Rồi cái set này ha, áo của nó nè. Áo của nó là phối bông như thế ha. Và quần của nó này cũng phối bông như thế này nha cả nhà ơi. Rồi cái này là một set áo và quần phối bông ha. 1m6, 51, 50, 51 kg độ về ok nha. 1m6, 50, 51 kg độ về ok. Rồi rất là xịn luôn nè. Rồi áo cũng là phối bông nội và quần cũng phối như thế ha. Rồi rất là xinh nha mấy chế. Rồi chốt cho em mã số 2. Rồi số 2 kèm số điện thoại giúp em ha. Số 2 kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi mã số 2 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế nha. Vải von rất là đẹp nha chị nha. Nó là dạng vải von kiến là siêu đẹp ha. Rồi số 2 kèm số điện thoại giúp em ha. Số 2 hả? Số 2 cho Awin 106. Awin 106 một set nè. Rồi còn nó. Cho Nguyễn Liễu 285. Nguyễn Liễu 285 nè. Rồi Hoàng Nguyễn 006 nè. Hoàng Nguyễn 006 nè. Bùi Đinh Thị Hằng Nga 7 Đinh Thị Hằng Nga 715 nè. Đinh Thị Hằng Nga 715. Hoàng Nguyễn 506 nè. Hoàng Nguyễn 506. Rồi tiếp tục ha mấy chế. Cái áo này thắt nơ siêu xinh luôn nè. Mấy chế mua set rất là lợi ha. Rồi mua set rất là lợi nè. Nó là có thể phối hợp cùng nhau cũng được, mà tách riêng cũng ok nữa ha. Nói chung là sao cũng được nè. Rồi cái áo này là áo phối cột nơ như thế nha mấy chế nha. Áo phối cột nơ nè. Và cái này là, rồi cái này là yếm ha. Rồi cái này là dạng yếm. Yếm phối với áo như thế nha mấy chế. Phối cho mấy chế coi ha. Rồi phối cho mấy chế coi này, siêu xinh luôn ha. Để em coi có bao nhiêu ký mang vừa. Rồi cực kỳ xinh cho mấy chế luôn ha. Rồi nó là dạng yếm như thế này nè. Rồi nó là dạng yếm như thế này ha mấy chế ha. Siêu xinh luôn nè, nguyên một set yếm như thế ha. 1m6, 53 cái độ về ok. 1m6, 53, 54 cái độ về ok ha. Rồi ai lấy cái này chốt giùm em mã số 15. Mai Nguyễn nói gì ha, Mai Nguyễn. Rồi 15 kèm số điện thoại
giúp em ha. 15 kèm số điện thoại giúp em nè. Nguyên một set cho thấy ha. 1m65354 cái độ vẹo ok mã số 15. Rồi 15 kèm số điện thoại. 15 kèm số điện thoại nha. Rồi 15 kèm số điện thoại này. 15 kèm số điện thoại cho em nha. 15 cho Mỹ Sang Mỹ 673 nha. Mỹ Sang Mỹ 673 nè. Trong Choi cố gắng comment nha. Cho công bằng nha Trong Choi ơi. Qua cái set siêu đẹp. Set đẹp quá vậy. Thôi set rất là đẹp luôn ha. Áo lót tốt này, đằng sau của nó là phối nơ ha. Cho mấy chế coi chất nè. Rồi chất ha. Chất là bao cho mấy chế luôn nè. Cực kỳ đẹp ha. Nó phối với chân váy. Rồi phối với chân váy size này là size gì? Size L. L này cũng hơi nhỏ ha mấy chế ha. L nhưng mà hơi nhỏ nè. Nó có. Rồi nó có quần bên trong không? Có quần trong không? Được năm chắc quần bên trong được chia sẻ rồi. Rồi nó có quần bên trong luôn ha mấy chế ha. Rồi mấy chế chia sẻ nhiệt tình giúp em nè. Chia sẻ nhiệt tình nha. 900 lượt chia sẻ sẽ bán đùm set với giá 50k nha. Rồi cái này tương đương size M thôi nha mấy chế, không phải size L đâu ha. Rồi ai đã chốt M nè. M kèm số điện thoại giúp em ha. M kèm số điện thoại giúp em nè. M em có 3 set nha. Rồi M em có 3 set nè. M kèm số điện thoại giúp em nha. M kèm số điện thoại giúp em. Rồi M kèm số điện thoại ha mấy chế ha. Cực kỳ đẹp luôn nè. Rồi M quá xinh luôn ha. Áo của nó áo laptop và phối với một cái chân váy như thế ha. M cho Ngọc Phương 910. Rồi Ngọc Phương 910 nè. Còn nè. Hoa Thủy Tiên 841. Hoa Thủy Tiên 841 nè. Quỳnh Uyên Đoan 930. Quỳnh Uyên Đoan 930 nè. Rồi đây một cái đầm. Trời, cái đầm siêu xinh mấy chế ơi, siêu xinh luôn. Ở trên là khối lưới như thế ha. Khối lưới có tay và ở dưới là có đuôi cá ha. Rồi ở dưới có đuôi cá nữa nè, nó là xinh luôn ha, nó là bánh mèo. Cái cuối cùng là gì? 1m655 chế độ vẹo ok. 1m65556 chế độ vẹo ok nhé. Quỳnh Uyên Đoan. Rồi 1m65556 chế độ vẹo ok. Chất vải rất là đẹp. Quỳnh chất vải siêu đẹp ha. Rồi chốt giúp em mã số. Rồi mã số 8. Mã số 8 kèm số điện thoại giúp em nhé. Số 8 kèm số điện thoại giúp em. Quá xinh luôn ha. Cực kỳ xinh luôn này. Rồi số 8 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi số 8 kèm số điện thoại nha mấy chế. Mã số 8 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi số 8 kèm số điện thoại này. Một mặt còn nha Linh Miu nha. Số 8 chốt cho Hoài Nguyễn. Hoài Nguyễn 006. Hoài Nguyễn 006 mẫu màu mặt còn nha. Số 8 cho Hoài Nguyễn 006. Hết chưa? Hết. Còn cả một. Rồi một cái đầm ren ha, rất là đẹp nè. 1m6 50-51 ký độ vẹo ok nha. Nhớ là 1m6 50-51 ký, còn lùng hơn trường số ký xuống dùm em. Size này là size S nè. 1m6 cái này dưới 50 ký thôi nha. Cái này là size S nè. Rồi có một cái thôi. Rồi chốt dùm em S3 nha. Rồi S3 kèm số điện thoại giúp em ha. S3 kèm số điện thoại giúp em nha. Quá chị ơi ha. S3 kèm số điện thoại giúp em. Anh hai đủ em về ngủ đi con. Rồi S3 kèm số điện thoại ha. S3 kèm số điện thoại nha. S3 kèm số điện thoại nha. S3 cho Ngọc Phương 910. S3 cho Ngọc Phương 910. Rồi cái này là một set siêu xinh luôn. Rồi rất là xinh nè. Để em coi size ha. Rồi cái set này rất là xinh nha mấy chế. Rồi 1m6 55 cái độ vẹo ok. Rồi 55 56 cái độ vẹo ok luôn ha. Rồi cái tay của nó là viền ha. Nó viền một cái chỉ vàng như thế này rất là xịn luôn ha. Rồi 1m6 55 56 cái độ vẹo ok. Rồi cái này là size L. Rồi cái này là size L ha. Rồi chốt cho em L4 nè. L4 kèm số điện thoại giúp em nha mấy anh chị ơi. L4 kèm số điện thoại ha. L4 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi L4 kèm số điện thoại giúp em ha mấy chết. L4 nè. Rồi M nha. L M. Rồi L4 M4 ha. L4 kèm số điện thoại. M4 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi L4 L4 cho Nguyễn Liễu 285. Rồi Nguyễn Liễu 285 nè. Nguyễn Liễu 285. Nguyễn Liễu 285. Rồi còn L4 và M4 nè. Nguyễn Liễu 285. Rồi và L4 cho gấu mẹ đáng gấu yêu. Gấu mẹ đáng yêu. Còn M. Thế
SL nha, em còn M nha. Còn M nha mấy chế, M 1m6. Còn M thôi nha ha, em chia sẻ sao giờ bị chặn rồi. Rồi còn M đúng rồi, chia sẻ nhiều trên các nhóm ha, là dễ bị chặn lắm nè. Rồi M 4 cho gì nè? Hết L rồi nha mọi người. M 4 cho Thanh Nguyễn Thiên 304. Thanh Nguyễn Thiên 304 ha. Xinh lắm ha, có thể mặc cũng được nè, mà khoác ngoài cũng rất là ok ha. Rồi em gài cái này lại đó nha mấy chị, gài nút lại giùm chị coi. À cái này là khoác ngoài thôi, khỏi gài nút thôi. Có rồi nha Huệ Lê ơi, đi rồi ha, hàng Huệ Lê đi rồi nè. Rồi form này 1m6 53 54 cái độ vẹo ok ha. 1m6 53 54 cái độ vẹo ok. Cái này là cái đầm bên trong ha, và có một cái áo khoác bên ngoài nè. Rồi và một cái áo khoác bên ngoài như thế ha. Rồi 1m6 53 54 cái độ vẹo ok. Chốt giúp em mã số 54 kèm số điện thoại giúp em ha. 54 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế nha. 54 kèm số điện thoại giúp em nha. 54 kèm số điện thoại nè. 54 kèm số điện thoại giúp em nha. 54 kèm số điện thoại không có chết ha. 54 cho Hoa Thủy Tiên 841. Hoa Thủy Tiên 841 nè. Rồi cái này là một set ha. Nó là có trên váy jean nè. Rồi nó là gồm có trên váy jean và áo như thế ha. Rồi cái áo nè, rất là xinh luôn ha. Form này khoảng 1m6 50kg độ vẹo ok. Rồi 1m6 50 cái độ vẹo mới ok nha mấy chị nha. 1m6 50 cái độ vẹo ok này, size của nó ha. 1m6 50 cái độ vẹo ok. Chốt giúp em mã số là 50 59. Rồi 59 kèm số điện thoại giúp em ha. Không mặc chung có thể tách rời được nè. 59 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 59 kèm số điện thoại giúp em này, rất là xinh luôn ha. Rất là xinh này, 59 kèm số điện thoại nha mấy chị. 59 kèm số điện thoại, 59 cho Phương Minh 205. Phương Minh 205 này, anh chỉnh chốt cho Phương Minh 205 ha. Rồi cái set này là áo ha, áo thắt nơ nè, rồi áo nó phối một cái nơ đằng trước rất là xinh luôn nè. Phối một cái nơ đằng trước ha, và cái này là quần đùi. Rồi một cái quần đùi có túi ha, chất rất là xịn luôn nè. Chất là siêu xịn luôn ha. Và size này là size S luôn nha mấy chế. 1m6 50 cái độ vẹo ok. Rồi ai lấy S chốt giùm em S8 nha. Rồi 1m6 50 cái độ vẹo ok, chốt giùm em S8 kèm số điện thoại giúp em nè. S8 kèm số điện thoại giúp em nha. S8 kèm số điện thoại nha mấy chế nha. S8 kèm số điện thoại ha. S8 kèm số điện thoại giúp em. Chào Nguyễn Thùy Dương ha. Rồi S8 kèm số điện thoại nè. S8 kèm số điện thoại nha. S8 cho Hoa Thủy Tiên 841. Hoa Thủy Tiên 841 nè. Hết S8 rồi nha mấy chị nha. Rồi cái áo này là dạng laptop như thế ha. Rồi dạng laptop nè. Đầm xếp Quảng Châu đồng giá 95 nha. Đi chi trang tiếp. Rồi rất là đẹp luôn ha. Rồi cái quần nè, siêu đẹp luôn ha mấy chị. Nó phối như thế này ha. Rồi form này là 1m6 từ 40 tới á. Rồi 1m6 từ 40 tới 50 52 53 cái độ vẹo ok nha. Từ 40 tới 52 53 cái độ vẹo ok này. Rồi chốt cho em mã số á. Mã số 40. Rồi 40 kèm số điện thoại giúp em ha. 40 kèm số điện thoại giúp em. 40 kèm số điện thoại giúp em nha. 40 em có mấy set luôn này. Rồi 40 kèm số điện thoại giúp em ha. 40 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Rồi 40 có 40 trắng và 40 đen ha. Rồi 40 có 40 40 trắng kèm theo màu nha. 40 trắng hoặc 40 đen nha. Rồi 40 trắng và 40 đen giúp em nha. Kèm màu giúp em nha. Rồi có hai màu áo này, dạng áo thể thao lắm. 40 trắng và 40 đen kèm màu giúp em được không? Rồi 40 trắng và 40 đen giúp em ha. Rồi em thấy 40 rất là nhiều rồi. 40 rất nhiều nhưng mà kèm màu giúp em nha. 40 trắng hoặc 40 đen nha. Rồi cho nó khỏi bị lộn hàng ha mấy chế ha. Cho nó khỏi lộn hàng nè, rất là xinh luôn ha.
Rồi 40 trắng hoặc 40 đen giúp em nè. 40 đen cho hoa thủy tiên 841. 40 đen chốt cho hoa thủy tiên 841 nè. Trắng hoặc đen thôi nha Hằng Hà. Rồi 40 đen chốt cho Luyên Nguyễn nè. 40 đen chốt cho Luyên Nguyễn nè. Rồi 40 Luyên Nguyễn 849 đen. Rồi 40 đen chốt cho Gia Hân nè. 40 đen chốt cho Gia Hân nè. 40 trắng chốt cho Phương Nguyên. Phương Nguyên 743. Phương Nguyên 743 nè. Gia Hân mấy? Gia Hân 797. Rồi còn 40 trắng và 40 đen ha. Ngọc Bích đi rồi nha. Ngọc Bích và Lê Ngọc Bích Trâm. Hằng Hà đen nè. Hằng Hà 40 đen ha. Rồi Hằng Hà 40 đen nè. Rồi còn 40 trắng, một cái 40 trắng đó hết ha. Rồi BB Phạm 40 trắng là hết nha mấy chị. BB Phạm 40 trắng nè, rồi hết nha. BB Phạm 589 nha. BB Phạm 589. BB Phạm 589. Rồi cái đầm này rất là đẹp luôn nè. Em nói thiệt chất vải của nó là cực kỳ xinh, cực kỳ xịn luôn ha. Rồi chất vải của nó nha mấy chị. Rồi không phải cắt hàng đâu ha, rất là xịn luôn nè. Và nó phối viền ha, phối phần cái bét lung như thế này nè, nó tạo điểm nhấn cho cái eo mình nó nhỏ lại ha mấy chế ha. Rồi chia sẻ nhiệt tình nha mấy chị nha, 720 lượt chia sẻ rồi nha, cố lên 900 nha. Form này 1m6 53 cái độ vẻ ok nha. 1m6 53 cái độ vẻ ok. Rồi chốt cho em mã số 53. Rồi 53 kèm số điện thoại. Chất vải của nó ha, rất là mềm mịn và rất là dày nè. 53 kèm số điện thoại cho em nha. 53 kèm số điện thoại nè. Có một cái thôi ha, 53 có một cái thôi nè. 53 kèm số điện thoại cho em, có một cái duy nhất thôi nha. 53 kèm số điện thoại nha mấy chế. 53 cho Phương Minh 205. Rồi Phương Minh 205 nè. Phương Minh 205. Rồi đem một cái set trắng siêu đẹp. Size L nè. Rồi để em coi size nha mấy chế nha. Rồi hình như là cái size của nó, cái size nó có lưng thun á, nên là cái size nó không quan trọng mấy đâu ha. Rồi cái áo của nó nha mấy chế. Áo của nó có cái chóp cơ như thế này. Rồi nó có một cái chóp cơ như thế ha. Và cái quần trắng nè. Rồi nguyên một set trắng. Rồi form này là 55 ký độ vẻ ok, tại vì lưng thun ha, rất là dễ mang này. Rồi 55 ký độ vẻ ok nha, có túi đàng hoàng ha mấy chế ha, rất là xịn này. Rồi có túi cũng rất là sâu ha. Rồi chốt giúp em mã số là, rồi chốt giúp em mã số 30. Rồi 30 kèm số điện thoại giúp em ha. Ngày mai là dành một ngày chốt đơn nha mấy chị nha. Rồi 30 kèm số điện thoại giúp em, có cái choker trên cổ như thế ha. Ai mới mua một cái thì mình cố gắng mua thêm để ngày mai em đi đơn nha. Ngày mai em dành nguyên một ngày để đi đơn nha. Rồi 30 chốt cho cỏ mây một cái nè. 30 cho cỏ mây 857. Rồi hoa vũ một cái nè. Hoa vũ 808. Hoa vũ một cái nè. Và Hằng Hà một cái ha. Và Hằng Hà một cái nè. Hằng Hà là Hằng Hà 377. Hoa vũ 808. Hằng Hà mới là gì? Hằng Hà cỏ mây. Cỏ mây 857. Rồi Hằng Hà rồi hết nữa. Hằng Hà rồi hoa vũ. Rồi cái set này là size S nha mấy chế. Hôm nay set rất là nhiều. Mà mấy chế mua biết rồi ha, mua set thì rất là lợi nè. Hoa vũ 808. Áo của nó xinh lắm. Rồi xinh cực kỳ luôn ha. 367. Rồi áo của nó là xinh cực kỳ luôn ha mấy chế. Và nó phối với chân váy nè. Rồi chân váy đuôi cá luôn ha. Chân váy đuôi cá ngắn nè. Rồi form này là size S, tương đương với ai mặc quần size 27 ok ha. Rồi ai mặc quần size 27 là ok nè. Rồi chốt giúp em ha. S nè, S kèm số điện thoại giúp em có 2 set ha. S em có 2 set nè, chốt S kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi sĩ ai muốn sĩ cái lô này thì inbox vô nick Trịnh Hồng giúp em ha. Hoặc là gọi trực tiếp cho em nè. Rồi S kèm số điện thoại giúp em ha. S kèm số điện thoại giúp em nha. S cho Thanh Nguyễn Thiên 304. Thanh Nguyễn Thiên một set nè. Rồi ai nữa? Ngọc Phương 910. Ngọc Phương 910 một set nè. Thanh Nguyễn Thiên 304. Ngọc Phương 910.
Rồi con này 1m6 52 cái độ vẹo ok. Rồi 1m6 52 cái độ vẹo ok ha. Rồi chốt cho em mã số 52. Rồi 52 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi trên váy xòe. Rồi có quần trong luôn nha mấy chế, có quần trong ha. Rồi 52 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế nha. 52 kèm số điện thoại ha. Rồi có 2 set đây, 52 em có 2 set nha. 52 kèm số điện thoại giúp em nha. Thấy Hằng Nguyễn này. Rồi 52 chốt cho su xe một set nè. Su xe một set và Hằng Hà một set ha. 889. Rồi su xe một set và Hằng Hà một set nè. Rồi lên cái đầm suông này chất bao xịt luôn mấy chế ơi, bao xịt luôn á. Rồi size L này. Cái đầm này nó có size mấy chế. L. Rồi size L ha. Rồi L cái đầm này là chất của nó ha. Em cho mấy chế coi cái chất của nó nè. Rồi cái chất của nó ha. Con này 1m655 cái độ vẹo ok. Rồi rất là mịn ha. Cực kỳ mịn nè, cực kỳ đẹp luôn ha. Quá xịn luôn nè. Và nó in 3D như thế nha. In 3D ép nhịp nè. Rồi chốt giúp em ha. L nè, L6. Rồi L6 kèm số điện thoại giúp em ha. Quá L6 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi vải là bao đẹp luôn ha. L6 đẹp nè nha. Rồi L6 nè kèm số điện thoại giúp em. L6 kèm số điện thoại giúp em. L6 em có mấy cái luôn ha. Rồi L6 này có nhiều. L6 chứ phải là L đâu nha. L6 kèm số điện thoại giúp nhau em. L6 cho Thanh Thủy 432. Rồi L cho Thanh Thủy 432 đúng không? Rồi Thanh Thủy 432. Thanh Thủy 432 này. Liên Heo 686. Liên Heo 686 này. Hằng Hà 777. Thanh Thủy Liên Heo Hằng Hà 777. Rồi ai nữa? BB Phạm 589. Rồi BB Phạm 589. Rồi còn một cái. Còn một cái L. Rồi Sư Tử 604. Rồi Sư Tử 604. Rồi và bây giờ ha. Bây giờ là 1X, 2X và 3XL ha. Rồi bây giờ 1X, 2X và 3X nha. Rồi mấy chế nhanh tay em cho con mấy chế coi 3X ha. Rồi bây giờ là còn 1X, 2X và 3X nha. 3X này dành cho mấy chế nào mà trên 60kg ok luôn nè. Rồi 60-70kg ok ha. Bây giờ là còn 1X, 2X và 3X. Quá thịt luôn nè. Rồi quá thịt luôn ha. Thịt tình á, nhận cái đầm về là rất là đáng giá luôn ha. Rồi 1X, 2X và 3X giùm em nha. Rồi L hết rồi nha. Rồi còn 1X, 2X và 3X nha mấy chế. Quá xịt luôn ha. Còn 1X, 2X và 3X nha. Rồi còn size 1X, 2X và 3XL ha. Liên Heo đổi XL rồi. Rồi đổi em XL nha. Rồi đổi cho Liên Heo XL. Rồi đổi cho Liên Heo XL nè. Lấy cái Liên Heo ra. Rồi vậy là còn cái L ha. Rồi còn L 2X và 3X nhé. Rồi 2X. Rồi 1X là dành cho Phương Nguyễn 320. Không, 1X của Liên Heo đổi rồi. Rồi hết 1X rồi nha. Hết 1X rồi nha. 2X của Hồng Chương này. 2X của Hồng Chương. Rồi 2X của Hồng Chương. 2X của Hồng Chương. Hồng Chương 019. Rồi 3X của Mỹ Duyên Nguyễn. 3X của Mỹ Duyên Nguyễn. Rồi 3X của Mỹ Duyên Nguyễn 769. Rồi vậy là còn L thôi nha. Mỹ Duyên Nguyễn, 3X của Mỹ Duyên Nguyễn nha, 769. Mỹ Duyên Nguyễn nha. Rồi còn L nè. Rồi L chốt cho Linh Trần 054. Rồi L chốt cho Linh Trần 054 nè. L chốt cho Linh Trần 504. Linh Trần bao nhiêu? Linh Trần 504. 504 hay 051? Linh Trần 054. Rồi cái áo này là nó thấp nơ vai như thế này nha cả nhà. Rồi cái này là nó thắt cái nơ ngay vai nè. Rồi rớt một bên vai và thắt nơ vai ha. Cái chân váy của nó siêu xinh.
Rồi cái chân váy của nó xinh lắm, xinh cực kỳ luôn ha. Rồi form này là 1m6, 1m6 52 kg độ vẻ ok, 1m6 52 kg độ vẻ ok, ok ha. Có một set duy nhất thôi nha mấy chị, có một set duy nhất này. Rồi alex set này trước cho em mã số là 80. Rồi 80 kèm số điện thoại giúp em ha, có túi luôn nè. Rồi 80 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị, có nơ vai ha. Rồi nơ viên vai nè. Rồi 80 kèm số điện thoại giúp em nha, 80 kèm số điện thoại ha mấy chị ha. Rồi 80 kèm số điện thoại nè, 80 kèm số điện thoại cho em nha. 80 cho Thùy Dương Đỗ 818. 80 chốt cho Thùy Dương Đỗ 818 nè. Cái đầm lưỡi cá này còn mấy chế ơi, có size luôn ha. Size này là size 1X nè, 1X ha. Còn size này là size 1X. Rồi có 6 cái. Rồi 1X nhưng mà form này ha, rất là dễ mang nè. 1m6 chừng 57-58 ha. Dưới 60kg là ok hết luôn nha. Rồi dưới 60kg là ok nè. Rồi chất vải thì nó cũng xịn như thế ha, rất là mịn nè và rất là mát luôn ha, cực kỳ mịn và cực kỳ mát luôn nè. Rồi co giãn 4 chiều ha, dày dặn lắm luôn á. Rồi chốt giùm em ha, 1X nè. Rồi 1X nhá, 1X ha. Form này là dưới 60kg là ok hết ha, rộng rãi thoải mái hết, cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi 1X nè, kèm số điện thoại giúp em ha. 1X kèm số điện thoại giúp em nè, form của nó là ok. 1X cho BB Phạm 589. Rồi 1X chốt cho BB Phạm 589 nè. Rồi Nguyễn Liễu 285 ha. Rồi ai nữa nè, Nguyễn Liễu 285. Rồi chỉ có 1X thôi nha, 1X này dưới 60kg. 1X cho Lệ Tuyến 549. Lệ Tuyến 549 nè. Rồi Ngọc Bích cho nè, Sư Tử 604. Ngọc Bích một cái nè. Ngọc Bích là XL mà. Ừ. Thì 1X đó trời. 1X cho Sư Tử có chưa? Chưa, chưa tự chưa có. Chưa tự một cái nè. Và ai nữa nè? Ngọc Bích mới. Ngọc Bích 424. Chưa tự nhớ. Sư Tử 604. Rồi còn ai nữa? Chốt thêm một còn một cái nữa nè. Rồi còn một cái nữa chốt nè. Còn một cái nữa chốt cho ai? Rồi còn một cái cho Trình Như 272. Rồi Trình Như 272. Rồi cái đầm ren này quá đẹp luôn nè. Rồi một cái đầm ren quá đẹp luôn ha mấy chị. Rồi cái chân ren của nó như thế ha, quá đẹp luôn nè. Đằng sau của nó ha, đằng sau của nó là chữ V như thế này nha. Rồi form này 1m6 55 kg độ vẹo ok. Rồi 1m6 55 kg độ vẹo ok nha. Rồi chốt cho em mã số 55. Rồi 55 luôn nè, 55 kèm số điện thoại giúp em ha. Em có 2 cái nè, size của nó là L, 1m6 55 kg độ vẹo ok. Rồi chốt cho em mã số 55 luôn ha mấy chị, 55 luôn nè, quá đẹp luôn ha. Rồi 55 kèm số điện thoại giúp em, có tay luôn ha, có tay nè và chất đen. 55 cho Du Nguyễn 670. Rồi Du Nguyễn 670 ha. Và rồi còn một cái chốt, chắc em không có duyên mua hàng của shop. Mi Mai thấy mà ha. Mi Mai 327. Rồi Mi Mai 327 nè. Em vẫn thấy mọi người nha. Rồi cố lên, ai mà chưa được chốt thì mọi người cố lên ha. Cái này có cái áo không hả? Cái này có cái áo không hả? Rồi cái này có một cái áo không ha, xem nè. Rồi cái áo siêu đẹp ha mấy chị. Rồi cái áo không như thế này thì bán là 65k. Rồi 65k, quá xinh luôn ha mấy chị. Cực kỳ đẹp này, rớt vai. Và cái dây này hình như là để đan áo á. Rồi hình như là để đan cái khuy áo này hay gì này. Rồi 55kg độ vẻ ok. Rồi cái màu hồng đó thì 55kg độ vẻ ok ha. Rồi chốt giúp em mã số 55 luôn ha. 55 kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi có một cái ha, 65k. Rồi 55 kèm số điện thoại giúp em. 55 chốt cho Bi Nho. Bi Nho ghi giá nha. Ghi giá 55k, à 65k. Bi Nho 325. Rồi sửa giá này chị. Bi Nho 325. Rồi cái chân váy này là chân váy dạ nha mấy chị. Rồi chân váy dạ và cách laser như thế này ha.
Rồi chanh bấy dạo và cắt la xe như thế này nha mấy chị nha. Rồi và nó phối cái áo như thế ha. Rồi nó phối cái áo này có thể mặc giấu quần ok luôn á. Rồi chanh bấy dạ này, size này là size á. Rồi size M. M là khoảng chừng 1m652 chứ độ vẻ ok thôi ha. Rồi ai lấy cái set này chốt M kèm số điện thoại giúp em này. Rồi M kèm số điện thoại giúp em ha. Quá xinh luôn nha mấy chị. Rồi M kèm số điện thoại giúp em ha. M nha mấy chị ơi, nguyên set này size M ha. Chốt M kèm số điện thoại giúp em nè. Xếp hàng nha mấy. Rồi M. M kèm số điện thoại nha mấy chị ơi. Em mời cho Nguyễn Hồ 317 Nguyên Ho 317. Mời cho Nguyên Ho 317 ha. Rồi cái này là một cái đầm. Một cái đầm có cái áo phối bên ngoài nữa nha mấy chị. Rồi cái áo này dạng áo khoác ngoài nè. Rồi cái này là dạng áo khoác ngoài của cái đầm ha. Nó là như thế này đây. Một cái đầm ở bên trong nha. Rồi một cái đầm ở bên trong. Cái chân là chân ren ha mấy chế, rất là xinh này. Rồi cái chân là chân ren như thế ha. Rồi và phối thêm một cái áo khoác ngoài nữa. Rồi form này 1m6 55 cái độ vẻ ok. Rồi 1m6 55 cái độ vẻ ok ha. Rồi chốt giúp em mã số là 25. Rồi 25 kèm số điện thoại giúp em ha. Cái chân ren của nó bao đẹp luôn nha. Rồi 25 kèm số điện thoại giúp em nè. 25 kèm số điện thoại giúp em ha. 25 em có 2 set. Rồi 25 em có 2 set cho mấy chế nha. 25 có 25 set. Cho Ly Kiều 555. Rồi Ly Kiều 555 này. Rồi ai nữa? Và nhóc Kun 594. Rồi và nhóc Kun 594. Nhóc Kun 594. Rồi tiếp tục nha mấy chế nha. Rồi cái này cũng có 2 set này. Rồi rồi size L nè. Để em coi size đó nha mấy chế nha. Bỏ đi đi chân váy. Rồi một set ha. Một set nó bị dính vô rồi nè. Rồi set này là size L. Ở dưới của nó có khối dây kéo như thế này nha mấy chế. Rồi nó có cái điểm nhấn và cái dây kéo như thế ha. Rồi cái dây kéo như thế này ở dưới nè. Rồi L, size của nó là 2L ha. L kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi L nè, L kèm số điện thoại giúp em ha. Nó phối cái cọng dây kéo ở dưới như thế này ha. Rồi L, L kèm số điện thoại, L kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. Size L. L cho Kiều Duyên 433. Kiều Duyên 433 nè. L chốt cho Kiều Duyên 433. Rồi set này cũng là, rồi set này là size M nha mấy chế. M. Rồi M ha. M kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. Nguyên một cái áo laptop thể thao ha. Và phối với một cái quần như thế size M. Rồi chốt giúp em M kèm số điện thoại giúp em ha. Nó viền có da nữa nè, nó phối da ha. Rồi phối da đằng sau nè. Thấy hằng mi nha. M kèm số điện thoại nha mấy chế nha. Nhớ là chốt hàng phải kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi M kèm số điện thoại nha mấy chế nha. Rất là đẹp nè. Rồi nguyên một set nha. Rồi em mời cho Hằng Hà 777. Hằng Hà 777. Rồi cái set siêu đẹp này còn nè. Em thấy nó còn nên giờ em lôi ra luôn ha. Rất là đẹp luôn nè. Ở đằng sau của nó là phối á, thắt nơ ha mấy chế. Rồi nó phối thắt nơ như thế này ha. Thắt nơ đằng sau này rất là xinh luôn ha. Rồi rất là xinh nè. Ai mà thấy nó mỏng quá có thể phối thêm một cái bara hoặc một cái áo bên trong nha. Rồi form này là 52, 53 cái độ vẻ ok nha.
trên váy của nó là trên váy maxi. Rồi trên váy maxi rất là dài, dài tới chân của em ha, dài tới mắt cá chân của em luôn nè. Rồi 52 cái độ vẻ ok nha, 52, 53 cái độ vẻ ok. Rồi chốt giúp em hoa. Rồi hoa kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi hoa kèm số điện thoại giúp em nè. Áo thì rất là xinh. Rồi hoa kèm số điện thoại giúp em nha. Cực kỳ xinh ha mấy chị ha. Hoa. Rồi mùa này đi biển mà mặc maxi ha, đi dạo cũng rất là ok. Hoa cho Thanh Nguyễn Thiên 304. Thanh Nguyễn Thiên 304 nè. Rồi Nguyễn Liễu. Nguyễn Liễu 285 nè. Còn cái này bé. Mỹ Sang Mỹ 673 nè. Mỹ Sang Mỹ 673 Hằng Hà 367 nè. Mỹ Sang Mỹ. Thanh Nguyễn Thiên, Mỹ Sang Mỹ là ai nữa? Hằng Hà. Hằng Hà 367 Hằng Hà. Nguyễn Liễu có chưa? Nguyễn Liễu nè. Nguyễn Liễu. Nguyễn Liễu đi chưa? Rồi. Nguyễn Liễu 285. Rồi ai nữa? Hoa hay trai nữa? Đi 59 rồi. 49 ký cầm mét 55 bao vừa ha. Rồi còn hai còn nữa nè, còn một cái nữa nè. Ly Kiều có chưa? Chưa. Ly Kiều 555. Rồi cho Ly Kiều 555 nè. Ly Kiều 555. Rồi Ly Kiều 555 ha. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Rồi cái set này nó có size ha, L nè. Và size S. Rồi nó một cái S thôi, còn lại là L ha. Rồi cái set mà cái á. Rồi cái này là size S nha mấy chị. Cái set trên váy dạ nè. Rồi trên váy dạ và các là xe ha. Rồi. Áo này có thể mặc thành áo dấu quần cũng ok ha. Nói chung là mua set về mấy chế thích mặc chung thì mặc, còn phối riêng thì phối ha, tùy theo mấy chế nè. Rồi có size S và size L. Rồi chốt giúp em ha. S hoặc L nha mấy chế nha. Rồi S hoặc L này, trên váy rất là xịn ha, trên váy dạ nha mấy chế nha. Rồi trên váy dạ này. Rồi S hoặc L kèm số điện thoại giúp em ha. S hoặc L nè. Rồi S nè, S chốt cho ai? S chốt cho Phương Ngọc nè. Không? S hả? S cho Phương Ngọc. Phương Ngọc này 665 nè. Rồi còn size L thôi nha mấy chế nhé. Size L cho Lê Cuội 545. Lê Cuội 545 nè. Rồi ai nữa? Còn không? Hết S là còn L thôi. Hết S còn L ha. L cho ai nè, tiếp tục. L cho Leon Lê. Leon Lê nè. L trước cho Leon Lê nè. Rồi còn hai cái L nè. L chốt cho L ha, L khoảng chừng 331, Leon Lê 331. Rồi L này, cái form này hơi nhỏ nha mấy chế nha. Rồi L cái form này hơi nhỏ này, khoảng chừng 1m652 cái độ về thôi nha. L cái form này hơi nhỏ nha, nó nhỏ hơn mấy cái form kia. Rồi L còn hai cái nha. L chốt cho ai nè, còn hai cái. L hết S rồi nha, hết S rồi. Rồi L này hơi nhỏ nha mấy chế nha. Khoảng chừng 1m652 cái độ vẻ ok thôi nha. Rồi, L cho Nhu Mi. Nhu Mi. Nhu Mi Nguyên. Nhu Mi Nguyên một cái nè. Rồi ai một cái. Rồi Bảo Hình 956. Bảo Hình 956 một cái nè. Nhu Mi Nguyên 890. Rồi cái áo này cũng rất là xinh ha. Cái áo này nó là đằng sau nó là phối cột nơ như thế này nha mấy chế. Rồi đằng sau nó là phối lưới và cột nơ như thế ha. Rồi tay dạng tay cánh dơi ha. Rồi em sọc cái tay vô cho mấy chế coi, cái tay nó dạng như là phối lưới ha và cánh dơi như thế nha mấy chế nha. Rồi cánh dơi như thế này là rất là xinh ha. Rất là xinh luôn nè. Và size này là size bự nha. Size này là size bự này, size này là size 2X luôn ha. Rồi 2X nè. Rồi size 2X ha. Ai lấy thì chốt 2X giùm em nha. 2X kèm số điện thoại giúp em nè. Ở đằng sau nó là phối lưới và phối cột nơ ha. Phối lưới, phối cột nơ cánh dơi nè. Rồi 2X ha. 2X kèm số điện thoại giúp em nè. Khoảng chừng 1m6 60kg độ về ok ha. Rồi 2X kèm số điện thoại giúp em ha.
chốt 2X rồi cơ thể nhá. Vậy là Lê Anh Lê không lấy cái size L đúng không? Rồi vậy xả của Lê Anh Lê ra nha. Rồi 2X nè, chốt cho Dân Chơi một cái nè. Và Lê Tuyến nè, Lê Tuyến 549 một cái nè. Rồi Lê Tuyến 549 một cái nè. Rồi cái này là size S nè. Rồi để em coi size ha mấy chế ha. Rồi có 3 cái. S luôn nè. Rồi là size XL ha. Rồi có 3 size, 2 size S và 1 size XL. Rồi nhớ chốt size giùm em ha. Rồi áo rất là xinh luôn ha. Áo của nó là theo này và tay là phối cờ Mỹ như thế ha. Rồi phối cờ Mỹ cũng là theo đắt vô như thế này nha cả nhà. Rồi chốt giùm em 2X ha. Ủa 2X này, rồi cái chân váy 2X bị lỗi rồi nha mấy chế ơi. Rồi cái chân váy 2X bị lỗi rồi nè. Rồi chân váy 2X bị lỗi rồi ha. Rồi còn size S thôi nha mấy chế. Rồi còn size S ha, chân váy size S bị lỗi rồi nè. Áo cũng là cái phối tay cờ Mỹ như thế ha. Tay nó cũng phối cờ Mỹ nè. Rồi size này là size S. Size S em có 2 cái ha. Ai mà quần size 27 là ok nhá. S em có 2 cái nè. S cho Hà Thu Lê. Rồi 111. Rồi Hà Thu Lê 111 nè. Thanh Nguyễn Thiên 304. Rồi Thanh Nguyễn Thiên 304 quá đẹp ha mấy chế. Tay của nó nè cực kỳ xinh ha. Rồi chất vải là bao mịn bao đẹp luôn ha. Coi giảm mỗi chiều nè. Với Hà, ai Hà Thu Lê ha. Hà Thu Lê. Thanh Nguyễn Thiên và Hà Thu Lê nè. Nhìn nhau đi coi chừng một nha. Thanh Nguyễn Thiên bao nhiêu? M. Thanh Nguyễn Thiên 304, Hà Thu Lê 111. Rồi có sai đó nha mấy chế. Rồi M nè. Rồi chân váy đuôi cá ha. Size này là size M luôn nè. Rồi hình như là trong này là size M hết ha. Còn đây mấy cái size M đó nha mấy chị. M khoảng chừng 1m6. Đúng rồi, đồng giá 95k nha Huỳnh Tuyền. 1m6 x 2 cái độ vẻ ok ha. Rồi chân váy của nó là chân váy đuôi cá nha mấy chị. Đuôi cá ngắn ha, chất vải bao xịt luôn ha. Rồi bao dày dặn bao mịn nè. Rồi chân váy như thế ha. Rồi size M. Rồi ai lấy chốt giùm em M4 nha. M4 nha chứ phải M nha. M4 rồi, nha. Rồi M4 kèm số điện thoại giúp em cho họ lộn hàng nè. Rồi M4. M4 kèm số điện thoại giúp em ha. Nguyên một set như thế. M4 nha. M4. M4 kèm số điện thoại giúp em nha. M4 kèm số điện thoại giúp em nha. M4 nha. M4 nha chứ phải M đâu nha. M4 kèm số điện thoại. M4 cho Trang Bin 288. Rồi Trang Bin 288 nè. Hà Thu Lê 111. Rồi Hà Thu Lê 111 nè. Nguyễn Thảo 238. Nguyễn Thảo 238. Mỹ sang Mỹ. Rồi Mỹ sang Mỹ. Mỹ sang Mỹ 673. Rồi tiếp tục. Mỹ sang Mỹ nha. Trung Trinh 888. Từ từ nha. Chứ một cái nè. Nguyễn Thảo. Mỹ sang Mỹ. Nguyễn Thảo Mỹ sang Mỹ. Hà Thu Lê chưa? Nhu Mi Nguyễn nè. Rồi Nhu Mi Nguyễn M là 1m6 hoặc 52 cái độ vẻ ok hết nha. Nhu Mi Nguyễn một cái inbox cho nick Trịnh Thông. Ôm lo inbox cho nick Trịnh Thông giúp mình nè. Trang Bi Nguyễn Thảo Nhu Mỹ. Rồi ai nữa? Thanh Nguyễn Thiên một cái nè. Thanh Nguyễn Thiên một cái nè. Rồi ai một cái nữa? Rồi Quỳnh Yên Đoan một cái. Quỳnh Yên Đoan một cái nè. Quỳnh Yên Đoan 930. Qua wow, cái này còn nha mấy chế. Rồi cái này hồi nãy có đen ha. Và cái này có trắng nè. Và trắng này hình như có size nè.
rồi đem thắt nơ với Kim Khoa ơi, em không nhớ được nha chị Kim Khoa nha. Hồi nãy có chốt cho em hay không, em có việc nên em ra giờ mới vô, không biết có được chốt hay không. Rồi cái này là size L nè. Kim Khoa. Rồi để em coi size nha mấy chế nha. Rồi 3X nè. Rồi 3X. Rồi cái này có hai size nha. Size L và size 3XL nha. Nó là giống cái đen hồi nãy ha, nhưng mà nó màu trắng nè. Ở đằng sau nó phối lưới và cột nơ như thế ha. Áo tay cánh dơi. Rồi tay cánh dơi, phối lưới và cột nơ nha mấy chế nha. Rồi có size L và size 3X. Rồi ai lấy size nào chốt size giùm em ha. Size em đang cầm đây là size L nha mấy chế. Size này là size L. Rồi chất vải của nó là bao đẹp luôn ha. Sao Mỹ, sang Mỹ xả giùm em chất có yếm đi. Rồi size L, L và 3XL ha. Rồi L và 3X nè, chốt giùm em ha. Rồi chốt đi. Rồi L cho dông chơi. L chốt cho dông chơi. 3X cho Kiều Duyên 433. 3XL luôn đó nha, trên 60kg ok ha. Kiều Duyên 433 hả? Kiều Duyên 433. Rồi còn ai nữa? Còn L thì còn gì? Còn X, 3XL. Còn 3X nè. 3X nè. Còn 3X phần... cho Hằng Hà, Hằng Hà 777 á. Thôi Hằng Hà 777 nè. Kiều Duyên 433 nha. Hằng Hà. Ừ. Co giãn rất là tốt nha ha. Thôi cái lưng co giãn rất là tốt ha.
Ý còn nữa nè. Còn nữa nè. Còn nữa ai nữa không? 50 còn nè. Mà đừng còn. Rồi 50 còn kìa. Rồi 50 chốt cho ai nè? 50 cho Như Mỹ Nguyễn. Như Mỹ Nguyễn màu xám nè. 890. Rồi còn ai nữa? 50 còn nha. 50 còn mấy xếp nữa nè? 50. 50 cho Ngọc Thư 464. Ngọc Thư nè, Thư một cái nè. Ngọc Thư 464. Rồi, còn một cái 50 nè. Rồi, cái form này là bự hơn một xí nè. Form này 1m6 hoặc 54, cái độ vẹo ok. Rồi, quần lính ha. Rồi, chốt cho bên mã số 55. Rồi, 55 có 2 set cho mấy chế. 55 có 2 set nè. Rồi, quần của nó là quần lính, cũng là cái áo như thế ha. Rồi, 55 kèm số điện thoại giúp em. Cái này 1m6, 54, cái độ vẹo ok ha. Rồi, mã số 55 kèm số điện thoại nha mấy chế. Mỹ sao Mỹ ơi, ngày mai bên em sẽ có nhân viên chốt đơn, sẽ báo rồi, số 55 kèm số điện thoại nha. 55 chốt cho Mi Mai một cái nè. 55 chốt cho Mi Mai một cái ha. Rồi còn một cái 55 nè. 55 cho Mi Mai 327. Rồi còn 55 một cái cho Trần Anh Nam một cái nè. Trần Anh Nam một cái ha. Trần Anh Nam 323. Rồi em cái set như thế này nữa ha. Để em coi size nha mấy chị. Ngày mai bên em chốt đơn á, mấy chị cố gắng nghe điện thoại giúp em nha. Rồi set này là size M. Rồi cái set này là size M ha. Rồi M là em có 2 set. Rồi chốt giùm em M2 nha. Rồi M2 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi trên váy của nó là trên váy đuôi cá nha. Tết của nó rất là xịn nè. Rồi rất là xịn luôn ha. Rồi M2 kèm số điện thoại giúp em ha. Áo in 3D nè. Rồi rất là xịn luôn ha. M2 kèm số điện thoại giúp em nha. Đồng giá có ghi đồng giá 95k. M2 kèm số điện thoại giúp em nè. Và có S ha. Rồi có 2 size M2. M2 cho Nguyễn Liễu 285. Nguyễn Liễu 285 một set nè. Rồi S là cái hình này nha mấy chị. Dung Phan 386. Rồi đâu? Dung Phan 386. Dung hết Phan 386. Rồi còn S thôi. Rồi S là còn cái S thôi nha. S là áo hình cô gái này nha mấy chị. Rồi S là áo hình cô gái này nè. Rồi chốt S kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi S kèm số điện thoại nè. Quá xinh luôn ha mấy chế, quá xinh luôn nè. Mình like đầm cao cấp lúc đầu rồi nha. Ban đầu mình like đầm cao cấp rồi nha. Rồi S kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi S có 2 cái nha. Giúp em nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ nhiệt tình nha. S kèm số điện thoại nè. S cho Trang Đoan. Trang Đoan không nghe máy một lần ha. Mình sẵn có một đống của Trang Đoan nè. Trang Đoan cố ý nghe máy với mình nha. Trang Đoan cố ý nghe máy nha. Rồi Nhung Như Mỹ Nguyễn màu xét nè. Và Trang Đoan màu xét ha. Chú ý cái máy giúp mình ha. Cố ý Rồi size này là size 27 nha mấy chế. Đúng rồi, nó phải cố ý đi chứ. Trang Đoan với ai nữa? Trang Đoan ai cuối cùng á? Như Mỹ gì á? Như Mỹ Nguyễn hả? Như Mỹ Nguyễn á. Trang Đoan Như Mỹ Nguyễn 890. Rồi áo này là áo sơ mi nha mấy chế. Rồi sơ mi phối ren. Sơ mi phối ren nha. Rồi sơ mi phối ren rất là đẹp luôn nè. Mấy anh mặc nhà làm nha. Mọi người ơi, 801 được chia sẻ rồi. Mỗi người chia sẻ chỉ cần một lần nữa là em lên đầm xét giá 50k nha. Rồi, form này là size 27 ha. Ai mặc quần size 27 là ok nè. Rồi chốt cho em mã 27 kèm số điện thoại giúp em ha. 700 là được rồi xem. Rồi mã 27 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. 27 này kèm số điện thoại giúp em ha. Cái này có một set thôi nha. 27 kèm số điện thoại giúp em. Rồi 27 kèm số điện thoại giúp em ha. 900 được chia sẻ sẽ bán giá đồng set giá 50k nha. Rồi 27 chốt cho Maruko Thaman. Rồi Maruko Thaman. Maruko Thaman 668. Mấy giờ rồi? Maruko Thaman 668.
vậy là 2 năm. Từ trong mấy tiếng. Rồi cái này là cái đầm gài như thế này nha cả nhà ơi. Rồi cái dây gài này thì mấy chế có thể chủ động được nè, có thể gài gài cao hoặc gài thấp cũng được ha. Mình có thể chủ động được nha mấy chế nha. Rồi cái dây gài như thế ha. Rồi cái dây gài mình được 836 lượt chia sẻ nha. Mỗi người chỉ cần chia sẻ tới 900 thì bên em cán mốc bên em sẽ bán xếp đầm giá 50k nha. Rồi cái dây của nó là khi gài là nó gài vô như thế ha. Rồi khó quá. Rồi gài dùm chị. Cái này là dung. Ô cái này dung đẹp quá. Gài lại dùm chị luôn. Rồi cái đó là dung ha. Đợi bên em gài lại rồi em sẽ bán ha. Thì em bán cái set khác nè. Rồi cái set nó thiệt tình là cái chất của nó nè. Không biết là cái chất gì ha. Nó là mịn, nó là đẹp và co dạng 4 chiều luôn nha mấy chết. Nó là mịn, nó là đẹp ha. Và size này là size. Rồi ai mà quần size 27 mới ok nha. Ai mà quần 27 ok này, rất là xịn luôn ha. Rất là xinh nè. Rồi lấy thì chốt giúp em mã số là 30. Ai mà quần size 27 ok ha. Rồi chốt cho em mã số 30 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi 30 kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi 30 kèm số điện thoại giúp em ha. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. 30 kèm số điện thoại ha. 30 chốt cho Maria Kim. Chào Lan Thanh ha. 30 chốt cho Maria Kim. Maria Kim 8777. Rồi tiếp tục ha. 37 luôn đó. Tôi khám thì có 8 mình tiếp. Tại vì có nhiều cái người. Rồi cái này là chân váy đuôi cá ha. Quần. Chân váy. Chân váy quần trải. Quá quần ha. Quá quần ống rộng ha. Dạng quần lần lần ống rộng nha mấy chế. Quần lần lần ống rộng lưng cao ha. Size này là size. Để coi size đó nha mấy chế nha. Rồi cái này là size M nè. Rồi hai cái size M luôn ha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em chưa coi qua áo ha. Rồi ai lấy thì chốt M3 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi M3 kèm số điện thoại giúp em ha. Cái quần này dạng như quần lực lượng ống rộng như thế ha. Rồi M3165 nha. Rồi M3 kèm số điện thoại giúp em nha. M3 em có 2 set. Áo này có độ vai ha. Áo này có độ vai nè. Rồi M3 kèm số điện thoại giúp em ha. Tương đương M3 của bé Cua Libra. Rồi bé Cua Libra một set 403 này. Bé Cua Libra một set này. Bé Cua Libra 403. Rồi ai nữa? M3 cho Kiều Duyên 433. Kiều Duyên 433 một cái này. Bé Cua Libra với ai? Kiều Duyên 433. Rồi cái này là cái dung nha mấy chế. Rồi cái dung này cài dây như thế ha. Rồi cái dung này cũng 1m6. 1m6, 53, 54 cái độ vẹo ok luôn nha. Có túi nè, 1m6, 53 cái độ vẹo ok nè. Rồi chốt cho em mã số 53 luôn ha. 1m6, 53 cái độ vẹo ok. Chốt cho em mã số 53. Rồi cái này là một cái dung ha. Cái dung nè, 1m6, 53, 54 cái độ vẹo ok. Chốt cho em mã số 53. Có túi luôn ha mấy chế, có túi ha. Rồi chỉ có một cái duy nhất ha. Chốt cho em mã số 53. Rồi 53 kèm số điện thoại cho em ha. 859 lượt chia sẻ rồi mấy chị nha, cố gắng lên nha, chia sẻ mỗi người một lần chia sẻ nữa nha. 53 này, 53 chốt cho ai này. 53 cho Thanh Nguyễn Thiên. Thanh Nguyễn Thiên này, 53 304. Chốt cho Thanh Nguyễn Thiên. Rồi cái này là size XL và size M. Rồi cái này có 2 size ha. Thấy Vi Dương nha Vi Dương. Rồi áo của nó là áo á. Rồi dạng gần gần nhau sơ mi ha, gài nút như thế nè. Rồi nó là gài nút như thế ha. Rồi nó phối với cái này là cái gì đây, cũng chưa biết là nó phối với cái gì nữa đây. Rồi cũng là chân váy đuôi cá dài, bao đẹp luôn ha mấy chế. Rồi chân váy đuôi cá dài nè. Rồi size của nó là size M, M và XL ha. Rồi M và XL, quá xịn luôn ha. Rồi M và XL nha mấy chế nha.
Rồi chốt chú em M khoảng 1m6, 52, 53 cái độ vẹo ok. Rồi SL khoảng chừng 1m6, 50, 57, 58 ok ha. Rồi M và XL nè. M cho Maria Kim 8777. Rồi Maria XL Kim này là Linh Heo 686. Rồi L cho Maria Kim và XL cho Linh Heo. XL cho Linh Heo. Linh Heo 686. Rồi cái này là sai á. Xé mọc ra mới biết sai gì ha. Rồi cái này cũng là size M nè. Để em coi size đó nha mấy chế nha. Cái quần của nó cũng là quần lửng lưng cao nè. Rồi size M luôn ha. Rồi M nha mấy chế nha. Khoảng chừng 1m6, 52, 53 cái độ vẹo ok. Áo của nó có độ vai ha. Rồi ai lấy trước giùm em M5. M5 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi M5 kèm số điện thoại giúp em ha mấy chế. M5 kèm số điện thoại nè. Quần của nó là dạng quần lưng cao ha. Hơi lửng lửng như thế ha. Không có đùi đâu này. Rồi M5 chốt cho Vũ Huyền Diễm My 787. Rồi Vũ Huyền Diễm My nè. Vũ Huyền Diễm My 787 đúng không? Rồi ai nữa con? M cho Bibi Phạm 8. Bibi Phạm 777. Bibi Phạm này. Rồi còn một cái này. Peter Nguyễn Văn 709. Rồi Peter Nguyễn Văn 709. Rồi cái chân váy của nó là có dây kéo sau lưng ha. Và nó in 3D nè. Quá đẹp luôn ha mấy chị. Rồi cái áo của nó cũng là áo in 3D ha. Rất là xịn luôn nè. Rồi siêu xịn ghê ha. Peter Nguyễn Văn 709. Rồi cái này là size L nha mấy chế, tương đương với 1m655 cái độ vẹo ok. Rồi size L chốt giùm em L6 nha. Rồi L6 này. L6 kèm số điện thoại giúp em cho mọi người coi cái chất của nó nha. Siêu đẹp luôn đó mấy chế. Rất là mềm, rất là mịn nè. Rồi L6 size của nó size L, đằng sau có dây kéo ha. Hãy Anh Tuyết nha chị Anh Tuyết ơi. Rồi L6 kèm số điện thoại giúp em ha mấy chế ha. L6 cho Dông chơi. L6 chốt cho Dông chơi nè. Rồi tiếp tục nha mấy chế nha. Tiếp tục nha mấy chế. Rồi một cái chân váy đuôi cá cho thấy nha mấy chế. Một cái chân váy đuôi cá nè. Rồi và nó phối với áo ha. Áo này nó có độ vai như thế ha. Rồi chân váy đuôi cá này là size. Rồi size S. Rồi ai mang vừa S thì chốt S kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi S kèm số điện thoại giúp em ha mấy chế ha. S nè, S kèm số điện thoại giúp em. Cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi S kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi S kèm số điện thoại giúp em. Rồi S chốt cho Peter Nguyễn Văn. S chốt cho Peter Nguyễn Văn. Nãy giờ set to rất là nhiều luôn á. Rồi hàng Bạch Châu này set to là có rất là nhiều ha, nên là yên tâm. Rồi xả cho Bibi Phạm rồi nha. Mấy chị cố gắng nghe rõ rồi mình cân mình giúp em nha. Đừng có xả nhiều lần giúp em nha. Rồi cái này là, cái này em có hai cái ha, size M nè. Rồi hai cái là size M luôn ha. Rồi xét cho mấy chế. Rồi trên váy của nó ha. Rồi trên váy ren nè. Rồi bông ren rất là xinh luôn ha. Rồi size này là size. Rồi áo là áo bi như thế này ha. Và phối nè, cái tay nè, cái bao tay rất là xinh luôn ha. Rồi nguyên một set như thế này. Size M chốt cho em M9. Rồi M9. M9 kèm số điện thoại giúp em ha. 1m6, 52, 53 cái độ vẹo ok. Rồi M9 1m6, 52 cái độ vẹo ok ha. M9 em có 2 set nha. M9 kèm số điện thoại giúp em.
không có em mời chính của Vũ Huyền Diễm My. Vũ Huyền Diễm My một set nè, rồi còn một set nữa thôi nha. Rồi em mời chính còn một set nữa thôi ha, quá đẹp luôn nè. Mời chính của Linh Nguyễn, Linh Nguyễn 849, Linh Nguyễn 849 Linh đó nha. Luy Nguyễn 849 Luy á. Rồi cái này cũng là trên váy có quần trong nha mấy chị, có quần bên trong như thế ha, không có sợ bị lộ nè. Rồi áo ha, nó phối nè, nó phối hoa họa tiết rất là xinh luôn ha. Rồi cái này là size, rồi size M. Rồi chốt giùm em ha, chốt giùm em M1. Rồi M1 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi nguyên một set như thế này ha. M1 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. Cái set này có một set duy nhất thôi ha. Rồi M1 kèm số điện thoại giúp em nè. M1 kèm số điện thoại giúp em nha. M1 cho Nguyễn Loan 753. Rồi Nguyễn Loan 753 nè. Rồi một cái này là cái đọc. Rồi cái zoom ha mấy chế ha. Rồi cái zoom nè, cái zoom này là dành cho mấy chế nào bự bự ha. Rồi cái zoom ren, ở trên là ren ha, ở trên là ren nè. Và dưới là khối á, quần zoom như thế này ha. Rồi cái này là cái zoom nha mấy chế. Thấy chị Ruby Nguyễn nha, chị Ruby Nguyễn ơi. Rồi cái zoom rất là đẹp luôn ha, nó có một cái tang như thế nữa nha cả nhà. Rồi cái zoom này dành cho mấy chế bự này, size của nó là size XXL. Cái này là dạ, có đủ quần bên trong ha. Rồi đầm, có quần trong gần gần giống như là zoom ha. Rồi muốn nói là zoom thì zoom, mà muốn là đầm thì đầm ha. Rồi XL nè, size của nó là size XL nha mấy chế. Chốt giùm em XL kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi XL kèm số điện thoại giúp em ha. Phối ren này siêu xinh luôn ha. Rồi XL kèm số điện thoại giúp em. Rồi XL kèm số điện thoại giúp em ha. XL nè, XL cho dân chơi, XL chốt cho dân chơi. Rồi cái này nó có size ha, size M này, S M dạ. Để có size đấy nha mấy chế nha. Rồi S là 1m6 dưới 50kg này, M là khoảng 1m6 50 52 53 chứ độ vậy ok ha. Rồi cái này nó có size ha, size S và size M nha mấy chế nha. Rồi S và size M. Rồi chốt giùm em ha, chốt giùm em nè, S2 hoặc M2 giúp em ha. Rồi S2 hoặc M2 giúp em nè, em cho mấy chế coi ha. Kim kim sạc cái hết pin, bắt đầu nó yếu nè, kim sạc cho chị đó. Rồi S2 hoặc M2 giúp em nha cả nhà. S2 hoặc M2 giúp em ha, nguyên một set như thế này nè. Rồi cực kỳ đẹp ha, M khoảng 1m6 cái độ vậy ok. Nguyệt Thu 469. Rồi M2 cho Nguyệt Thu nè. Nguyệt Thu 469 nè. Còn M2 không? Còn M2 cho Vũ Huyền Diễm My 687. Rồi, Vũ Huyền Diễm My 687 đúng không? Rồi tiếp tục M2 cho S nè. Nguyệt Thu 469. Vũ Huyền Diễm My 687. Rồi S2 cho Trang Vin nè. M2 M2 cho anh Vạch Nhà Làm 247. Anh Vạch Nhà Làm 247. Anh Vạch Nhà Làm hình như cũng chú ý nghe điện thoại giúp mình ha. Chú ý nghe điện thoại giúp mình. Còn S2 cho Trang Vin nè. Trang Vin trang
Rồi trên váy này trên váy dạ ha. Rồi hàng trên váy dạ mà thổ cẩm nè. Rồi quá xinh luôn ha. Trên váy dạ mà nó in thổ cẩm nha mấy chế nha. Và nó phối nè, quá đẹp luôn ha. Rồi xích ra cho mấy chế coi ha. Rồi cực kỳ xinh ha, trên váy dạ nè. Rồi trên váy dạ thổ cẩm nha mấy chế nha. Rồi cái này em có hai size. Rồi ai lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm size S ha. Thổ cẩm S hoặc thổ cẩm M giúp em ha. Rồi thổ cẩm có hai size ha, cái tay của nó nè, phối len rất là xinh ha. Cầm đâu gấp 2 size nha. Rồi thổ cẩm S hoặc thổ cẩm M ha, M giùm em ha, có hai size nha mấy chú nha. Rồi chốt kèm số điện thoại giúp em nè. Thổ cẩm S hoặc thổ cẩm M giúp em nè, em có hai size thổ cẩm M cho Mỹ sang Mỹ 673. Mỹ sang Mỹ 673 nè, rồi thổ cẩm S nè. Hết thổ cẩm M rồi hả? Hết. Rồi thổ cẩm S. Thổ cẩm S cho Nguyễn Thảo 238. Rồi Nguyễn Thảo 238. Ví dụ gì của ai? Bé ai? Cái đầu tiên là Mỹ Trang, Mỹ cái thứ hai là cái gì? Nguyễn Thảo 238. Rồi cái này là zoom luôn nha. Trời cái zoom này đẹp. Chị nổi không? 338 rồi. Rồi cái dung của nó ha, phối ren này. Thấy Nhã Uyên nha, Nhã Uyên. Phối ren mà phối hột như thế nha cả nhà ơi, quá xinh luôn ha. Rồi cái này là cái dung nha. Cái dung này có túi luôn ha, 1m6 50 nha. Rồi 1m6 54 55 cái độ về chắc ok để đo eo lắm mấy chị ơi. Quá đẹp luôn ha. Mai tối 7:30 like nha mấy chị nha. Quá đẹp luôn nè. Rồi cái dung này 1m6 55 cái độ về ok hết nha. Eo của nó là tới gần 80 được nha mấy chị. Em của nó là tới 80 luôn á. Rồi ai lấy dung trắng chốt dung trắng kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi bắt Cường Huy ơi, muốn lấy chị thì inbox qua tích trình thông giúp mình nha. Rồi dung trắng kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi cái này là phối đen luôn ha. Dung trắng kèm số điện thoại giúp em tuổi ha. Dung trắng kèm số điện thoại, dung trắng cho dông chơi. Trời ơi mẹ ơi. Chịu nổi không, có 1 cái 1 à. Rồi dung trắng chốt cho dông chơi, có 1 cái 1 thôi mấy chế ơi. L nè, S nè. Ai lấy sĩ inbox inbox qua nó cho chị thông giúp mình nha. Ôi siêu phẩm, quá đẹp. Rồi cái này có hai size. Rồi cái này là yếm dạ nha mấy chế. Rồi cho mấy chế coi nè. Rồi cho mấy chế coi như thế ha. Và cái yếm này siêu đẹp nè. Yếm này chất của nó là chất dạ nha mấy chế nha. Rồi dạ mà dạ mềm á, rất là xinh luôn ha. Sợ cái nịch vô cho mấy chế coi đã nha. Em không có đồng con thích được thì em cũng chụp mớ này thả ai dâm trôi. Từ từ. Rồi nó có size ha, 2-3 cái size S và 2 cái size L. Rồi rất là đẹp luôn ha. Rồi áo của nó là áo yếm trong như thế này ha. Áo trong giữa che mất rồi làm cái quần chi nó ta. Hiểu. Có quần. Rồi cái yếm như thế này nha cả nhà ơi. Trời rồi, rất là đẹp nha. Có cái chất của yếm ha. Rồi chất của nó là dạ nè. Dạ này là dạ xịn ha, rất là mềm nè. Rồi rất là mềm, rất là mịn luôn ha. Rồi có hai size. Rồi size S còn bự lắm này. Size S này khoảng 1m6 52 53 cái độ về ok ha. Rồi có size S và size L. Rồi chốt giúp em ha. S hoặc L nha mấy chế nha. Quá xinh luôn ha. S hoặc L nha. L cho dông chơi nha. L chốt cho dông chơi nè. L chốt cho dông chơi nè. L chốt cho dông chơi. Còn rồi. L không? Hết. Còn S thôi ha. S còn S thôi. 52 cái độ về ok. S chốt cho Sushi Hằng 066. Rồi Sushi Hằng 066 một cái nè, còn nè, còn 32 cái S. Tăng tiền 452. Tăng tiền 452, rồi còn một cái. Còn một cái S thôi nha, hết L rồi. Rồi S cho Nguyễn Huệ 253. Rồi Nguyễn Huệ 253 quá xịn luôn ha. Sushi Hằng 066. Cuối cùng là gì? Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ 253. Bao nhiêu
không? Rồi cái áo này cũng là form cánh dơi như thế ha, áo sơ mi này và nó phối lưới nha mấy chế nha. Rồi áo sơ mi phối lưới và cái cánh dơi như thế ha, rất là xinh luôn nè. Rồi tay của nó hơi dơi dơi ra như thế này nha mấy chế. Rồi em cho mấy chế coi ha. Thấy Thúy Nguyễn nha, thấy Thúy Nguyễn, thấy Trần Thị Ngọc Đào luôn nha. Rồi cái form này 1m6 54, cái độ vẹo ok. Rồi 1m6 54, cái độ vẹo ok ha. Rồi chốt cho em mã số 54 luôn nha. 54 kèm số điện thoại giúp em, áo sơ mi ha. Rồi 54 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 54 kèm số điện thoại giúp em, phối lưới và cánh dơi ha, siêu xinh luôn. Rồi 54 kèm số điện thoại ha mấy chị. 54 kèm số điện thoại này. Rồi 54 kèm số điện thoại mấy chị ơi. 54 nha, 54 kèm số điện thoại 54 cho Trang Bin 288. Rồi Trang Bin 288 này, tiếp tục. Như Mi Nguyễn 890. Như Mi Nguyễn 890. Ai nữa? Tin điện tử 253. Tin điện tử 253. Rồi lên một cái set thể thao rất là xinh. Rồi một cái set thể thao siêu xinh luôn nha. Đẹp không? Rồi cái này có quần trong luôn nha mấy chế. Có quần trong ha. 54 cái độ vẹo ok. 1m6 54 cái độ vẹo ok. Rồi ai lấy chốt giùm em mã số là 61. Rồi 61. 61 kèm số điện thoại giúp em, quá xinh. Trời ơi cực kỳ xinh, vải rất là xịn luôn. 61 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi có quần trong luôn nha mấy chế. 61 kèm số điện thoại giúp em. Rồi có quần trong luôn, trời siêu xinh luôn nè. 61 cho Linheo 686. Rồi Linheo 686. Hết rồi nha, hết 61 rồi nha. Thôi xếp 1 à. Rồi size này là size L ha. Rồi size này là size L. Chân váy ren. Rồi chân váy ren size L. Rồi ai lấy trước giùm em L. L kèm số điện thoại nha mấy chế nha. L kèm số điện thoại giúp em. L cho Mây Đinh 891. Rồi Mây Đinh 891 nè. L chốt cho Mây Đinh 891. Mây Đinh Mây qua chỗ cái chân máy này nó đẹp. Đây xong gì đây? Rồi cái chân máy này quá đẹp luôn ha mấy chế. Cực kỳ đẹp ha. Rồi cái này có 3 món ha. Nó là áo dây bên trong nè. Rồi cái áo dệt kim bên ngoài, chỗ cái áo dệt kim siêu lung linh luôn nha mấy chế. Rồi siêu lung linh luôn ha. Nó là cái áo dây ở bên trong nè. Rồi cái áo dệt kim bên ngoài và phối với cái chân váy size nha. Mấy chị cố gắng nha, còn mấy cái nữa là chúng ta bán với lại size M. Xét giá 50 ngàn nha. Rồi size của nó là size M, chốt giùm em M nè, M6. Rồi M6 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi lồng cái áo vô như thế ha. Rồi quá xinh luôn nha mấy chị. Rồi M6. M6 kèm số điện thoại giúp em, chốt đơn nha. M6 kèm số điện thoại giúp em ha. Nó có một cái áo dây bên trong nữa nè. Rồi M6 kèm số điện thoại giúp em. Áo dây nè, áo dây mặc bên trong ha. M6 chốt ha. Ở lại cùng em nha, càng cuối càng hấp dẫn nha. Rồi M6 của ai nè, chốt. M6 cho Trang Bin 288. Trang Bin 288. Hết M6 rồi nha. Gì?
À cái này set. Rồi set này cũng có 3 món luôn ha. Set này cũng có 3 món nè. Rồi cái áo rớt vai. Có một cái áo dây bên trong nữa ha. Có một cái áo dây bên trong nữa nè. Và có một cái quần bên ngoài. Rồi size này là size. Rồi size này là size L. Rồi 3 món luôn ha mấy chị ha. Rồi size L này. Ai lấy thì chốt em dùm em L nha. L5. Rồi L5 kèm số điện thoại giúp em ha. Có 3 món nha mấy chị. Rồi L5. L5 kèm số điện thoại giúp em ha. L5 kèm số điện thoại giúp em nè. L5 nha mấy chị. Có thêm một cái áo dây bên trong. L5 nha. L5 chốt nè. L5 chốt cho Hoài Duyên 510. Hoài Duyên 510. Rồi Hoài Duyên 510. Tiếp tục nha mấy chị. Rồi còn M5 nha. Rồi có size M nữa nè. Rồi chốt cho em M5. Rồi chốt cho em M5 ha. Áo dây nè. Rồi và cái áo rớt vai ha. Của quần. Còn một cái M5 nha. Rồi size này là size M nha mấy chị. Rồi chốt cho em M5. M5 kèm số điện thoại giúp em 3 món luôn ha. Rồi M5 kèm số điện thoại nha mấy chị. M5 cho Mỹ Sang Mỹ 673. Mỹ Sang Mỹ 673 nè. Khi mà mặc lên cái choker nó ở trên này ha. Rồi nó là xinh luôn nè. Cái chiếc da quần bị dính dơ hay bị gì đây? Dơ xả lên em ơi, đừng có. Rồi quần bị dính dơ ha. Còn cái trên này thắng này. Thắng nhé. Trên góc, trong góc rốt với cái hộp á. Rồi áo nó có một cái choker như thế ha. Rồi và cái chân váy này là size L. Rồi chốt giùm em L8 nhé. Rồi L8. L8 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi cái choker khi mặc nó lên đây như thế này nè. Rồi cái áo của nó cái tay rất là xinh luôn ha. Rồi L8 nè. L8 kèm số điện thoại giúp em. Cái này là chân váy màu trắng ha. L8 cho mấy chết. L8 nè kèm số điện thoại ha. L8 chốt ha. L8 cho Dông Trời. Cái này là size gì đây? Rồi size này là size M nha mấy chế nhá. Rồi size M này. Ai lấy chốt giùm em M kèm số điện thoại ha. Cũng là cái áo như thế ha. Nhưng mà cái quần màu trắng chứ không phải trên váy nha mấy chế. Rồi size này là size M. Ai lấy chốt giùm em M8 nhá. M8 kèm số điện thoại giúp em. Rồi 1m6 52 cái độ về ok. 51 52 cái độ về ok. Rồi chốt giùm em M8. M8 kèm số điện thoại ha. M8 kèm số điện thoại nha. M8 kèm số điện thoại nha mấy chị. M8 cho tin điện tử 253. Tin điện tử 253 nè. Còn nha đấy. Còn nha. Còn M8 cho bé Xuân 846. Bé Xuân 846 nè. Còn không? Còn một cái cho mèo con 123 nha. Mèo con 123. Rồi còn em mờ áo trắng, áo màu trắng. Rồi còn em mờ nhưng mà áo màu trắng cho mấy chị. Em mờ 8 trắng nè. Rồi ai lấy em mờ 8 trắng thì chốt em mờ 8 trắng giùm em ha. Rồi cái áo của nó là áo màu trắng có cái chất cơ như thế ha. Rồi em mờ 8 trắng nè. Chốt giùm em mờ 8 trắng ha. Em mờ 8 trắng nha. Thêm chữ trắng giúp em nha. Rồi M8 trắng giùm em ha. Giờ mới thấy mai xét nha.
Rồi em M8 trắng kèm số điện thoại giúp em ha. M8 trắng. Rồi, M8 trắng cho Phương Minh 205. Rồi Phương Minh 205 nè. Rồi ai nữa còn một set M8 trắng nè. M8 trắng cho Mai set nha. Rồi Mai set một set nè. Rồi Mai set một set nè. Rồi qua mẫu ha mấy chị ha. Rồi cái này là quần thổ cẩm như thế nhá. Rồi 1m652 cái độ vẹo ok. Mai xếp 348 nha. Rồi 1m652 cái độ vẹo ok ha. Cái áo nó rất là dễ thương nè. Rồi cái áo nó dễ thương lắm luôn ha. Cái áo phối đen nè. Và tay của nó cũng phối đen ha. 1m652 cái độ vẹo ok. Rồi chốt cho em mã số 52. Rồi 52 kèm số điện thoại giúp em ha. 52 kèm số điện thoại nha. Có túi luôn ha mấy chế. Có túi ha. Rồi 52 kèm số điện thoại giúp em ha. Áo rất là dễ thương nè. Rồi 52 kèm số điện thoại giúp em. 1m652 cái độ vẹo ok. Rồi mã số 52 nha. 52 chốt ha. 52 cho Ngọc Thu 994. Ngọc Thu 994 một set nè. Sư tử 604. Sư tử 604 một set nè. Peter Nguyễn Vinh 709. Sư tử 604. Peter Nguyễn Vân 709 và Su C một set nè. Để ghi đã. Rồi Su C một set nè. Nguyễn Vân nữa. Nguyễn Vân mấy tập chưa? Nguyễn Vân 709. Su C 709. Rồi cái này là một set đầm nha mấy chế. Su C hả? Rồi cái này là một set đầm nè. Nó có cái áo bên ngoài ha. Cái áo bên ngoài và cái đầm bên trong như thế nha cả nhà. Cái áo đen bên ngoài ha. Rồi size này là size. Rồi nó có dây thắt eo luôn ha mấy chế ha. Rồi nó có dây thắt eo luôn nè. Su xe có nha. Rồi size này là size L nha mấy chế nha. Rồi size L nè. Rồi ai lấy trước giùm em L nha. L và XL ha. Rồi cái này có hai size. L là 1m655 cái độ vẹo ok. Rồi XL là 5758 ha. Rồi L và XL ha. Lấy kèm số điện thoại giúp em. Cái áo đen bên ngoài nè. Kèm theo cọc dây thắt eo nữa nha mấy chế. Rất là xinh ha. L và XL ha. XL chốt cho ăn vặt nhà làm nè. Và L chốt cho mi mai nè. L chốt cho mi mai nè. Ăn vặt nhà làm. Rồi và L chốt cho mi mai 327. L chốt cho mi mai nè. XL cho anh gặp nhà làm 247. Rồi L chốt cho mi mai. Cho mấy cục nữa đi, cho mấy cục nữa đi. Cho em mấy cục nữa không? Mi mai số điện thoại mấy đó. Rồi cái áo này là cái áo ren hồi nãy nha mấy chế nha. Rồi cái áo ren hồi nãy nè, cái ren của nó ôm đẹp lắm luôn á. 327. Rồi và nó phối với cái quần ha. Rồi phối với cái quần kaki ren. 1m650 cái độ vẹo ok. Rồi 1m650 cái độ vẹo thôi nha mấy chế nha. Rồi chốt cho em mã số 50. Rồi 50 kèm số điện thoại giúp em ha. Ai mặc size S là ok á. Rồi 50 kèm số điện thoại này. Rồi 50 kèm số điện thoại này ha. 50 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 50 kèm số điện thoại giúp em nè. 50 chốt nè. 50 cho Phương Duy 551. Còn không? Hết hết. Rồi cái set này là set dài nha mấy chế. Rồi cái set này là set dài nè. Để em coi size nha. Rồi size này là size L nè.
Rồi size L nhá, 1m6 55kg độ về ok. Rồi cái này là nguyên một set dài như thế nha cả nhà. Ở dưới là nó phối vuông giật ly này. Rồi quần dài ha, chất của nó rất là dày dặn này. Rồi size này là size L. Rồi lấy chốt cho em L3. Rồi L3 1m6 55kg độ về ok. L3. L3 nha mọi người ơi, L3, L3 nha. L3 có 3 set nha. L3 có 3 set. L3 cho Maria Kim. 8777. BB Phạm 589. BB Phạm 589 cho còn một set L nữa nha. Tường Vi 838. Cái chiếc cha cái áo này bị lỗi rồi. Cái áo bị lỗi rồi mấy chế ơi. Tường Vi ơi xin lỗi nha, cái áo bị lỗi rồi không chốt cho bạn được nha. Áo bị lỗi rồi ha. Rồi cái zoom qua cái zoom này còn nha mấy chế ơi. Rồi cái zoom này rất là đẹp luôn ha. Rồi size L nè. Rồi cái zoom này là bao đẹp luôn em nói thiệt tình á, bao đẹp luôn đó ha. Rồi cái zoom này là size L, cái zoom ren này là size L nha mấy chế. Quá đẹp luôn ha. Rồi cái zoom ren này size L 1m655 cái độ về ok. Ở bên trong này là quần dung như thế ha. Tường Vi ơi cố gắng lên nha Tường Vi ơi. Rồi size L chốt giùm em L, L4. Rồi L4, L4 nha. L4. L4 kèm số điện thoại giúp em ha. L4 rồi, kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi L4 nè kèm số điện thoại ha. Em có hai cái thôi nha mấy chế. L4 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi L4 có hai cái nè. L4 cho Linh Heo 686. Rồi Linh Heo 686 một cái. Hoài Duyên 510. Rồi Hoài Duyên 510 nè. Rồi hết L rồi nha. Rồi em có một cái này size S ha. Size S là 1m6 52 cái độ vẻ ok. Rồi áo ren bên ngoài ha. Và phối với cọc dây cột eo nữa nè. Rồi size của nó là size S. Rồi ai lấy chốt S kèm số điện thoại giúp em ha. Có cọc dây cột eo đó nha mấy chế. Cọc dây cột eo nè. Rồi S kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi S kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. S kèm số điện thoại này có một cái duy nhất thôi ha. Rồi Maria xả bộ đem dài thì cho Tường Vi nha. Rồi cho Tường Vi nha. Rồi cho Tường Vi bộ đem dài nha. Tường Vi ơi, Tường Vi còn đó không ha? Rồi S nè. S cho ai nè. S chốt cho Phương Minh. Phương Minh 205. Phương Minh 205. Bỏ cái Maria đem dài đây nha. Ghi lại. Rồi Phương Minh 205 có chưa? Ghi cho Tường Vi. Phương Minh 205 ghi cho. Ghi gì đó? Cái gì Phương Minh hả? Cái con này nhỏ. Nhỏ là Vi chứ. Rồi cái áo rất là đẹp luôn nè. Rồi cái áo rất là xinh luôn ha mấy chế. Cái tay của nó dạng cánh dơi nha. Rồi cái tay của nó là dạng cánh dơi như thế ha. Rồi cái tay của nó là dạng cánh dơi nè. Rất là xinh luôn ha. Và nó phối với một cái quần chấm bi. Rồi form này nhỏ nha. Size này là size S thôi. Rồi size này là 1m6 50 51kg độ xuống thôi nha mấy chế nha. Rồi ai lấy bi chốt bi kèm số điện thoại giúp em ha. 50 51kg độ về thôi nha. Rồi lấy bi chốt bi kèm số điện thoại giúp em ha. Bi kèm số điện thoại nha mấy chế. Bi kèm số điện thoại ha. Rồi Bi nè, Bi kèm số điện thoại ha. Thấy Lê Tường Vi nè. Bi của Vũ Thị Huyền My. Bi chốt cho Vũ Thị Huyền My ha. Rồi một cái áo sơ mi gold đen ha. Bi chốt cho Vũ Thị Huyền My 687. Rồi cái này cũng là dạng như là phối lưới và form cánh dơi ha. Em cho mấy chế coi cái lưới này. Rồi lưới rất là mềm mại ha. Tường Vi đi, Tường Vi không lấy nữa, xả lên đi. Rồi và phối cái chân váy ha. Rồi phối với cái chân váy nè, coi dạng rất là tốt luôn ha. Rồi áo sơ mi đen phối lưới. Phối với chân váy ha. Rồi size này còn 1m6 50 51 cái độ vẻ ok nha.
Rồi chốt giúp em là số 51. Rồi 51 kèm số điện thoại giúp em ha. Phối với áo sơ mi đen nè. Rồi 51 kèm số điện thoại nha mấy chế nha. 51 kèm số điện thoại giúp em nè. 51 em có 2 set ha. Rồi 51 có 2 set này, chốt giùm em là số 51 ha. Là số 51 nha mấy chế nha. 51 nha mấy chị ơi. 51 kèm số điện thoại ha. 51 kèm số điện thoại nha. Rồi cái trên váy coi giả rất là tốt luôn ha. Rồi áo sơ mi như thế này rất là xinh ha. Rồi chốt 51 kèm số điện thoại nè. Rồi 51 cho Tina Huỳnh. 553 Tina Huỳnh một set này. Tina Huỳnh một set ha. Quá đẹp luôn ha mấy chế ha. Tina Huỳnh 553. Rồi Huyền Dung chân Lê một set này. Huyền Dung chân Lê 573. Rồi cái này là cái đầm ha. Nó có dây rút và cột eo nữa nè. Rồi 1m6 54 55 cái độ về ok ha. Rồi 1m6 54 55 cái độ về ok. Rồi ai lấy đầm sọc chốt đầm sọc giúp em ha. Đầm sọc kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi đầm sọc kèm số điện thoại ha mấy chế ha. Rất là đẹp luôn nè. Rồi đầm sọc kèm số điện thoại nha. Rồi ai lấy thì chốt đầm sọc kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi đầm sọc nè. Huyền Dung Trần Lê ơi, bạn thiếu mất một số nha, bạn cho mình lại số điện thoại nha. Rồi đầm sọc Huyền Dung Trần Lê ơi. Đầm sọc chốt cho Ngọc Thu. Ngọc Thu một cái ha. Ngọc Thu 994. Và Mây Đinh một cái nè. Mây Đinh 891. Và Mây Đinh một cái nè. Huyền Dung Trần Lê vừa nãy không mình thiếu một số điện thoại nha, gửi lại cho mình nha. Cái này nó có size M. Rồi M ha mấy chế ha. Cái này nó có size M nè. Rồi tất cả là size M hết ha. Rồi ok Huyền Dung Trần Lê nha. Rồi cái này là size M. 1m6 53 cái độ vẹo ok ha. Rồi 1m6 53 54 cái độ vẹo ok nè. Rồi rất là đẹp luôn ha. Mặc cái màu này lên là siêu trắng da luôn nha. 55 cái độ về ok luôn ha. 55 cái độ về ok này. Rồi lấy cho chị em M nha. M kèm số điện thoại giúp em ha. Quá xinh luôn nha. Rồi M kèm số điện thoại giúp em ha. 55 cái độ về ok. Quá xinh luôn ha. Ở dưới là phối đuôi cá nha mấy chị. Rồi phối đuôi cá nè. Rồi M. M nha mấy chị ơi. M ha. Ok Phương Minh nè. Rồi M em có mấy cái M lắm ha. Em mời chú em mời cho Hương Sĩ 791. Hương Sĩ 791. Út Ngọc 793. Rồi Út Ngọc 793. Ai nữa nè. Thấy Ninh Thùy nha, thấy Ninh Thùy nè. Nguyễn Trang. Nguyễn Trang Đài 650. Nguyễn Trang Đài 650. Ai nữa. Phạm Thị Thanh Nga một cái nè. Rồi còn một cái nữa. Rồi còn một cái nữa ha. Chốt cho Lan Rừng Bảo Ngọc nè. Lan Rừng Bảo Ngọc một cái. Lan Rừng Bảo Ngọc chú ý nghe điện thoại giúp em ha. Rồi cái này là trên váy có quần bên trong nha mấy chế. Trên váy của nó là có quần bên trong luôn nè. Rồi và cái áo là khối nơ như thế này nha cả nhà ơi. Rồi rất là xinh luôn ha. Cái áo rất là xinh luôn nè. Và cái trên đấy có quần bên trong ha. 53 54 cái độ vẹo ok ha. Rồi 53 54 cái độ vẹo ok nha mấy chế ơi. Rất là xinh nè. Rồi ai lấy set này chốt giùm em mã số là. Rồi mã số 20. Rồi 20 giúp em nha. Rồi áo khối nơ như thế này ha. Rồi 20. 20 kèm số điện thoại giúp em nha. 20 kèm số điện thoại ha mấy chế, rất là xinh nè. Rồi mã số 20. 20 kèm số điện thoại ha. 20 chốt cho Thanh Nguyễn Thiên ha. Rồi 20 chốt cho Thanh Nguyễn Thiên một cái nè.
Rồi 20 chú cho Thanh Nguyễn thêm một cái ha. Rồi Vũ Huyền Diễm My một cái nè, và Mỹ Sang Mỹ một cái nè. Vũ Huyền Diễm My một cái và Mỹ Sang Mỹ một cái nè. Mỹ Sang Mỹ một cái ha. Rồi trên váy này là size L nè. Rồi L, S. Rồi XL. Rồi S, L và XL ha. Rồi SL và XL nè. Rồi lấy size nào thì chốt size nha. S1, XL1 hoặc L1 giùm em ha. Rồi rất là đẹp nè. Và áo này là nó theo nha mấy chế. Rồi nó theo ha. Rồi nó có size này. Rồi S1, L1 hoặc XL1 giùm em nha. S1, L1 hoặc XL1 giùm em nha mấy chế. XL1 cho anh vặt nhà làm 247. Rồi XL1 cho anh vặt nhà làm nè. Rồi ai nữa? Rồi có gì nữa. Rồi S, L, S, S cho sư tử 604. Rồi S cho sư tử 604. Rồi còn hai cái L. Còn L thôi nha. Còn L thôi nha mấy chế. Còn hai cái L. L cho Vũ Huyền Diễm My 687. Rồi L cho Vũ Huyền Diễm My 687. Vũ Huyền Diễm My 687. Rồi còn một cái L nữa. Còn một cái L nữa thôi nha. Rồi quá đẹp luôn ha mấy chế, cái trên váy của nó. L cho Hoài Duyên 510. Rồi Hoài Duyên 510 ha. Hoài Duyên 510. Rồi lên một set rồi nè. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? 983 lượt chia sẻ rồi. Rồi giờ bán đồ với giá 50k thôi nha mấy chế. Rồi ai chưa có thì tranh thủ chạy vô ha. Một người mua được một set thôi nha mấy chế nha. Ai chưa có thì tranh thủ chia sẻ nha. Bây giờ lên giá là 50k sale nha. Rồi chi ân cho mấy chế nha. Mỗi người chỉ được mua một cái thôi nha. Mọi người mua được một cái thôi nha mấy chế nha. Rồi mọi người mua một cái thôi nha. Rồi đếm 10 cái này. 1, 2, 3, 4. Nè. 7, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi chuẩn bị mua đầm với giá sale 50k nha. Đầm và xét giá sale 50k nha. Chị em chuẩn bị bấm máy nha. Rồi chuẩn bị ha mấy cái ha. Rồi 10. Rồi lên ha, 50k thôi mấy chị ha. Có chia sẻ thì vô mua nè. Rồi một chị mua một set ha mấy chị ha. Rồi một chị mua một set ha. Ăn cái hồi nãy. Rồi 50k set đầu tiên. Rồi 50k set đầu tiên ha. Rồi bây giờ 50k đi. Rồi form này 55kg độ về ok. Rồi set đầu tiên. Rồi chốt cho em mã số 1 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi mã số 1 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. Mã số 1 kèm số điện thoại giúp em nè. 50k. Rồi rất là xinh luôn ha. Nó là viền nè. Mã số 1 50k nha. Rồi mã số 1 kèm số điện thoại giúp em. Mã số 1 kèm số điện thoại giúp em. Một của ai? Mã số 1 nha. 1 nè. Mã số 1 kèm số điện thoại giúp cho em nha. Rồi Kiên Võ 148. Rồi số 1 cho Kiên Võ 148. Rồi rất là xịt luôn nè. Rồi cái quần này ha. Cái quần này là size của nó là size 27 ha. CS tương đương với size 27 ok. Rồi mã số 3 50k mã số 3.
Rồi 50k mã số 3. 50k mã số 3 kèm số điện thoại giúp em ha. Mã số 3 50k nha, mã số 3 nha. Mã số 3 kèm số điện thoại giúp em. Mã số 3 kèm số điện thoại giúp cho em nha. Kèm số điện thoại giúp em ha. Mã số 3 nha các bạn ơi. Rồi 50k mã số 3. Rồi, mã số 3 cho Út Ngọc 634. Út Ngọc 634. Mấy chế mua đơn 50k mà đơn 1 chuột, cố gắng mua thêm cho em một cái nữa để em đi hàng cho mấy chế ha. Tại vì 50k thì không có đi đơn được nè. Cố gắng mua thêm giúp em nha. Rồi size này là size M. Rồi chốt cho em M 50k nguyên một set siêu đẹp trên váy đen ha. Rồi trên váy đen có lót size M nha. M comment số điện thoại giúp em nha. M kèm số điện thoại giúp em. Rất là đẹp, M kèm số điện thoại giúp em. Em đang bán giá 95k đó nha mấy chế ơi. Rồi, mang xe banh nắp cho mấy chế ha. M cho Vũ Huyền Diễm My 687. Vũ Huyền Diễm My 687 50k. Nhớ ghi giá. Rồi 10 chị mua ha. 10 chị mua một bộ thôi nha. Rồi 50k size này là size á. Rồi ai mặc quần size 27-28 là ok ha. Rồi chốt cho em mã số 28. Rồi ai mặc quần size 27-28 ok này. Rồi chốt cho em mã 28 kèm số điện thoại giúp em 50k. Rồi 28 kèm số điện thoại giúp em ha, 50k. 28 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 28 kèm số điện thoại giúp em 50k, 28. 28 kèm số điện thoại ha. 28 cho mèo con 123. Rồi mèo con 123. Rồi một cái đầm suông. Một cái đầm suông dưới 60kg độ về ok. Rồi 60kg độ về ok. Rồi chốt cho em mã số 90. Rồi 90 kèm số điện thoại giúp em 50k mã số 90. Mã số 90 nha mấy chị ơi. Rồi 50k mã số 90. 50k mã số 90 kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi 90 cho Hương Sĩ 791. Rồi cái này là cái đầm 90 rớt 90 cho Hương Sĩ 791. Đầm rớt vai 54-55 cái độ vẹo ok. Rồi chốt giúp em mã số 54. Rồi 54 kèm số điện thoại giúp em ha. 54 kèm số điện thoại giúp em. 54-55 cái độ vẹo ok. Rồi 54 kèm số điện thoại ha mấy chế ha. 54 nha, 54 kèm số điện thoại áo rớt vai nha. 54 đầm cho Ngọc Phương 910. Rồi Ngọc Phương 910. Rồi nguyên một set siêu đẹp như thế ha. Nguyên một set siêu đẹp 53, 52, 53 cái độ về ok. Rồi nguyên một set là 52, 53 cái độ về ok ha. Rồi chốt cho em mã số 61. Rồi 61 kèm số điện thoại giúp em nha. 61 kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi 61 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế nha. 61 kèm số điện thoại giúp em. 61. 61 kèm số điện thoại giúp em ha. 61 chốt cho Lê Tuyến. 61 chốt cho Lê Tuyến. Lê Tuyến 4549. Rồi cái đầm này rất là đẹp luôn nè. Rồi phố đen ở chính giữa luôn nha cả nhà. Rồi đằng sau của nó là có dây tăng đơ và có dây kéo đằng sau nữa nha. Có dây kéo đằng sau nè, có dây tăng đơ ha. Rồi form này 1m6 54 55 cái độ về ok. Rồi ai lấy chốt giùm em mã số 10. Rồi số 10 50k mã số 10. Rồi mã số 10 kèm số điện thoại giúp em 50k. Mã số 10 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi sau lưng luôn ha. Rồi còn một set nữa nha mấy chế. Rồi mã số 10. Chốt cho mã số 10 nha. Mã số 10 kèm số điện thoại mấy chế. Mã số 10 kèm số điện thoại giúp cho em nha. Mã số 10 kèm số điện thoại giúp cho em nha mấy chị ơi. Rồi 50k mã số 10. Rồi mã số 10 chốt cho Thuấn Lê 957. Rồi size này là 1m6 52 cái độ vẹo ok trên váy dạ ha. Rồi 1m6 52 cái độ vẹo ok trên váy dạ này mấy chế ơi. Rồi trên váy dạ và nó cắt laser như thế này ha.
Rồi chốt cho em mã số 11 kèm số điện thoại ha. Rồi 1m652 cái được vậy ok. Rồi mã số 11 giúp em. Rồi mã số 11 nha. 11 là hết rồi nha, là cái cuối cùng rất là đẹp nha. Mã số 11. 11 kèm số điện thoại ha. 11 kèm số điện thoại nha. Rồi 11 cho Nguyễn Nguyệt. Nguyễn Nguyệt. 498. Rồi off nha mấy chế ơi, có gì mai lên tiếp ha. Mai còn đồng thiết kế và xét Quảng Châu lên tiếp ha mấy chế. Rồi và bây giờ thì em off ha, chào mấy chế nha. Rồi chúc mấy chế. Rồi chúc mấy chế ngủ ngon ha. 498. Rồi chúc mấy chế ngủ ngon ha. Rồi bye mấy chế nha.